anh chị kêu thôi, nói chuyện giả điếc cũng như mình điếc vậy. Cái gì chưa gì mà tóc hết mồ hôi vậy, mày làm gì vậy? Từ vừa đóng cửa cái bọc lúc cài tăng bơ á. Lúc cài tăng bơ gì ở đây? Tao đưa cho mày rồi, mày chụp đâu rồi? Ai biết là tăng đơ tao chịu á. Nói tưởng đâu mày ủi tăng đơ, ủi tóc chứ tăng đơ rồi, ủi tóc chút không được ủi tóc. Mày dùng xuống đây mà tao không biết là chỗ nào ở đâu. Chị kia mã cộng số được rồi, mã cộng số được rồi. Bên kia là bên trang bảy. Này. Thấy chưa? Tăng bờ khi trong sâu dục tào lao à. Nhiều. À, trong bao mà cái này cách ra bao chưa chị? Hả? Cái này cách ra bao chưa? Cách ra bao rồi, phải bao rồi đó. Trộn chưa thấy? Mà sao thấy cậu biết chạy? Bưng qua đây. Cắt nữa hả? Không, không, không. Rồi, chấm ba lên cho em nào mày chở. Hôm nay có mút 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 dày này. Hà. Chào Nguyễn Thúy Hiền nhá, chào mày chế đẹp nè. Rồi mày chế yêu nè, chấm mai lên cho em nào mày chế yêu ơi. Rồi tiếp tục xả bưởi nè, hôm nay bưởi thơm nè mày chế ơi. Bưởi thơm, bưởi ngọt các chế ơi. Rất là đẹp luôn cho em nè. Xả nốt gì lòi lại gì lòi lại gì tầm, tầm này nữa các chế ơi. Hôm nay xả cho hết nè các chế ơi. 29k nha mày chế yêu nha, 29k thôi, áp dụng là chia sẻ bài nè, chị bới với em qua đây nè. 29.000 thôi mày chế yêu ơi, chấm mai lên cho em nào, đầu lai em tặng không đồng này. Bưởi vàng, bưởi chín vàng rồi các chị ơi. Đầu lai tặng không đồng, bưởi vàng, bưởi vàng, bưởi vàng. Rồi. Bưởi đủ sắc nè, đủ màu đủ sắc đấy các chị ơi. Bưởi đỏ, bưởi tím, bưởi vàng có hết nha mọi người, chấm mai lên cho em nào. Rồi chia sẻ lên cho em nào mày chế yêu ơi, đầu lai em tặng không đồng con này nha. Đầu lai em tặng không đồng một con size 32 mặc vừa cho em nào. Trời ơi mặc lên đã thấy nâng chua các chị ơi. Size 32 mặc vừa con này, chấm mai tương tác mạnh tay cho em ạ. Mỗi chị cho em 2 lần lên trang cá nhân nhá, 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hộ cho em ạ. Rồi tương tác mạnh tay cho em, cứ chấm mai lên chia sẻ bài cho em nhá. Mỗi chị cho em 2 lần lên trang cá nhân ạ, 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hộ cho em nha mọi người nha. Rồi đẩy mạnh lực view trên này, cứ chấm mai lên cho em, đầu lại em tặng không đồng con này cho chị nhá. Rồi em cho chị Tuyết Giao, chị nào hồi trưa chưa đủ đơn, hồi chiều em like cái đồ hồi chiều em xả đồ ngủ à, cái gì lộ em xả gì xả cái áo ngực hồi chiều, chị nào chưa đủ đơn này hôm nay chốt đủ đơn luôn cho em nè. Chiều nhớ chốt đủ đơn luôn cho em nha. Rồi bưởi đủ sắc cầu vòng các chị ơi, đây màu đen cũng có, màu nu, màu xanh gì, màu vàng có tấm tật, có tất tật tật luôn các chị ơi. Bưởi dày, bưởi mỏng có hết nha. Rồi chấm mai lên cho em nào các chị ơi, chỉ có 29k một chiếc thôi mà chị yêu ơi. Bưởi chỉ có 29.000 ở đâu rẻ các chị ơi, hàng là hàng xuất nhập cho em, hàng còn nguyên ta mặc như này cho em. Rồi đầu like em tặng không đồng, áp dụng là chia sẻ bài kèm bên hai cái luôn chị, kèm hai cái luôn lên cho em ạ. Không đồng kèm mã kèm số cho em, con này size 32 mặc vừa nha. 32 mặc vừa 5 phân cho em con này nha. 32 mặc vừa 5 phân. Rồi 32 mặc vừa 5 phân chị nào lấy con này chốt cho em ạ. Không đồng. Không đồng kèm mã kèm số cho em ạ. 32 mặc vừa cho em này. Rồi 32 mặc vừa không đồng kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em ạ. Không đồng nha. Không đồng kèm mã kèm số cho em này. Rồi 32 mặc vừa con này cho em ạ chế ơi. 32 mặc vừa. Lên cho em ạ. Không đồng. Không đồng kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em ạ. Không đồng. Chấm mai lên cho em nào mà chế ơi. Rồi lên cho em ạ. Không đồng. Không đồng kèm mã kèm số cho em ạ. 5 phân mặc vừa à, 5 phân này, chị nào mà thích mấy cái con mà dài dài như này cho em thì hốt này. Lên cho em mà không đồng kèm mã kèm số cho em mà size 32 mặc vừa cho em nhá. 32 mặc vừa lên cho em mà không đồng, không đồng kèm mã kèm số luôn cho em mà chế ơi. Lên cho em mà không đồng nhá, không đồng kèm mã kèm số cho em mà 32 mặc vừa chốt cho em mà không đồng cho em nào. 32 là mặc vừa lên cho em mà không đồng. Không đồng 32 kèm phải hiện mình là người chia sẻ, chị Tuyết Giao ơi phải chia sẻ bài cho em. Chị chưa chia sẻ em không tặng được nha mọi người ơi, tại vì có qua có là hôm nay em xả cho hết hàng cho các chị ơi. Mà các chị nghĩ thử nghĩ coi ở đâu rẻ cái hàng mà hàng mới còn nguyên trang bọc như này, còn hàng còn nguyên tang mạch như này. Chỉ có 29k ở đâu rẻ bằng các chị ơi. Các chị đi ra ngoài chợ mua không thôi đã làm 70, 80,
nghìn là chuyện bình thường các chị yêu nha. Rồi cảm ơn chị Kim Cúc nhiều nha. Riêng các chị đi mua ở ngoài chợ không thôi đã là 70-80 nghìn, chưa tính cả mấy cái hàng mà hàng su đúc nha mọi người ha. Hàng su đúc ở nói chung là không dưới tiền 100 nghìn. Các chị ơi, bên em chỉ bán cho chị 29 ngàn. Các chị thì nghĩ coi thì lời lãi gì trong đó các chị ơi. Rồi chỉ có 29 cao thôi mấy chị ơi, chấm bài tương tác cho em, nên là các chị mỗi chị cho em một nút chia sẻ thôi mấy chị ơi. Cho em một nút chia sẻ có qua có lại các chị ơi. Em nói chung là bán này, giá này là giá tặng rồi các chị ơi, nên là các chị cho em một nút chia sẻ với các chị ơi. Không thì các chị tắt tên bạn bè mua chung cho nó đỡ tiền ship các chị ơi nhá. Rồi mà không đồng kèm mã kèm số cho em còn nhá. Chị nào lấy comment chốt cho em mà không đồng kèm số nhé. Rồi bây giờ em bắt đầu like luôn mấy chị ơi. Đây, bưởi rất là đẹp luôn cho em nè các chị ơi. Bưởi hồng rất là đẹp luôn cho em nè. Mốt dài cỡ tầm 5 phân rưỡi cho em nè. Mốt dài 5 phân rưỡi như này cho em nè các chị ơi. Rất là mới và là đẹp cho em như này ha. Mốt dài 5 phân rưỡi, chị nào mà mặc áo dài thì hốt liền con này cho em ạ. Mốt 5 phân rưỡi size 36 móc vừa cho em nè. 36 móc vừa mốt 5 phân rưỡi, chị nào lấy comment chốt cho em ạ hồng nè. 36 móc vừa mốt 5 phân rưỡi nhá. Rồi mà không đồng chị Ngọc Lan khách cổ nè, không đồng chị Ngọc Lan khách cổ nha. Rồi 36 móc vừa mốt 5 phân rưỡi cho em nào. 36 mắc vừa mút 5 phân rưỡi nhá. 36 mắc vừa mút 5 phân rưỡi. Đây chị nào lấy comment chốt cho em ạ hồng này. Lên cho em ạ hồng và kèm luôn số cho em ạ. Rồi 36 mắc vừa mút 5 phân rưỡi cho em con này. Cái chỗ chị nào mà mút 5 phân rưỡi thì hốt liền con này cho em ạ. Con này là hàng ren cho em ạ. Chị nào thích hàng ren thì hốt liền con này cho em ạ. Hôm nay sẽ là hàng dày cụm như này là nhiều nhá mọi người nhá. 5 phân em thấy có nhiều này, 5 phân có nhiều nha các chị ơi. Chị nào lấy con này chốt cho em ạ hồng 36 mắc vừa mút 5 phân rưỡi. Các chị ơi chỉ có 29 ngàn thôi mà chị ơi. Chỉ có 29k, chị nào mà hồi chiều chưa chốt được nè. Chị hồi nào chiều chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt cho em nha mấy chị ơi. 36 mắc vừa con này mút 5 phân rưỡi, chị nào lấy comment chốt cho em ạ hồng nha. Hồng kèm mã kèm số cho em ạ, chốt cho em ạ hồng. Rồi em lên cho chị một con màu trắng đấy. Trong bao này em nghĩ các chị là trong bao hình như là chắc phải 5 bao 3 bao 4 bao mới có một con là màu trắng thôi. Nên là chị nào thích màu trắng thì nhanh tay ạ. Mã hồng 36 này cho chị Trần Thu Hà, chốt đủ đơn luôn cho em chị ơi, chốt đủ đơn luôn cho em ạ. Rồi con này mút dài 5 phân rưỡi size 36 luôn cho em nè. 36 mắc vừa mút 5 phân rưỡi luôn. 36 mắc vừa mút 5 phân rưỡi cho em nè. 36 mắc vừa mút 5 phân rưỡi lên cho em mặt trắng đây. 36 mút 5 phân rưỡi cho em. 36 mắc vừa mút 5 phân rưỡi nhá. Lên cho em mặt trắng ạ. 36 mắc vừa mút 5 phân rưỡi nha mọi người. Chị nào lấy comment chốt cho em mặt trắng. Rồi 36 hồng hình màu khác. Cái này màu nhạt hơn. Cái này màu nhạt hơn. 36 mắc vừa mút 5 phân rưỡi lên cho em mặt trắng con này cho em nào. 36 mắc vừa mút 5 phân rưỡi lên trên mặt trắng con này cho em nhá. Lên trên mặt trắng 36 mắc vừa mút 5 phân rưỡi nè. 36 mắc vừa mút 5 phân rưỡi lên trên mặt trắng con này các chị ơi, nhanh tay chốt vào liền cho em nè. Lên trên mặt trắng rất là đẹp luôn cho em, mà dày cộm như này luôn cho em nè. Chị nào nhanh tay thì được nha. 36 mắc vừa mút 5 phân rưỡi, chị nào đúng size của mình hàng chốt nha các chị ơi. Đúng size của mình hàng chốt chứ các chị không, các chị lại bảo là ồ em thấy đẹp nên là em lỡ bấm tay em chốt là không được các chị ơi nha. Rồi đến lúc mà các chị lại xả là không được nha. Rồi mã trắng đây, mã trắng nha mọi người. Lên trên mã trắng chị Ngọc Lan. Mã trắng chị Ngọc Lan cam dung xong mất rồi chị ơi, cam dung xong mất rồi. Từ chiều giờ cam dung chưa được con nào luôn á. Mã hồng tuyết bùi sau này. Rồi ok chị Ngọc Lan. Ok chị Ngọc Lan. 34 mặc vừa con này cho em nha mọi người. 34 mặc vừa là mút mỏng cho em này, như kiểu dạng bra cho em. 34 mặc vừa là mút mỏng nha mọi người. Lên trên mã nu 34 mặc vừa là mút mỏng cho em này. Rồi 34 mặc vừa là mút mỏng cho em này, chốt cho em mã nu rất là đẹp luôn cho em nha mọi người. 34 mặc vừa là mút mỏng như này cho em nha mọi người ơi. 34 là mặc vừa nút mỏng. Rồi 34 mặc vừa là mút mỏng, chị nào lấy comment chốt cho em mã nu đây các chị ơi. 34 mặc vừa là mút mỏng, chốt cho em mã nu rất là đẹp luôn cho em, mặc mỏng như này cho em nha mọi người nhá. Không có, nói chung là mặc con này rất là mềm mịn luôn cho em, sờ lên đã thích nó chi là mặc đúng không các chị ơi. Lên cho em mã nu 34 mặc vừa. 34 mặc vừa lên cho em mã nu, chốt cho em mã nu kèm mã kèm số cho em mặc 34 mặc vừa. Lên cho em mã nu đây, chị nào đã từng mua ở bên em này, chị nào đã từng mua con này là biết rồi nhá. Bữa trước là em nói chuyện em nói thật luôn, bữa trước về con này tới 20 cái, hơn 20 cái, 30 cái như này, hết sạch luôn một trong một like luôn. Rất là mặc rất là sướng con này các chị ơi, sồ lên này các chị này, rất là mềm mịn cho em. Và phần phía trong cho em đây, chất liệu su nha, nhá, su mềm cho em nha mọi người. Được chị Tuyết Bùi ơi, chị cứ chốt cho em đi để em dồn mình cho ha. Rồi con này lên cho em mà đỏ kèm luôn số cho em nha mọi người, chốt cho em mà đỏ này. Con này là size 40 mặc vừa, chỉ là mặc size to cho em này. Size to size 40 mặc vừa, con này như kiểu dạng bra luôn các chị ơi. Ren này, ren mà ren mềm nha mọi người ơi, ren mà ren mềm nha. 34 mặc vừa, 34 mặc vừa, à 40 mặc vừa cho em là 40 mặc vừa, chỉ là lấy comment chốt cho em mà đỏ này. Chỉ có 29 ngàn ở đâu ra, ở đâu ra chỉ có 29 cao thôi mình chị ơi. Chốt cho em mà đỏ cho em này, 29k lên cho em mà đỏ nhá. Đỏ 29k kèm mã kèm số cho em ạ. Cái đỏ đó em có size 36 luôn, chị nào lấy comment chốt cho em mà đỏ 36 hoặc là đỏ 40 cho em nhá. Con đỏ đó em có size 36 luôn, chị nào lấy comment chốt cho em mà đỏ 36 hoặc là đỏ 40 cho em nhá.
đỏ 36 hoặc là đỏ 40. Rồi em lên cho chị một con su mút mỏng cho em nào. Chị nào hay mặc mút mỏng thì hốt con này cho em nào. Có loại đỏ mà size 36 không ạ? Có luôn chị ơi, cái đỏ em vừa mới giơ lên có size 36 này. Chị Kim Dung lấy thế rồi, ok chị Kim Dung. Đỏ 36 chị Kim Dung lên số luôn cho em nào. Đỏ đây, đỏ 36 đây chị Kim Dung. Lên số luôn cho em chị yêu nhá. Kim Dung chứ, có số rồi. Ừ. Rồi ok chị Kim Dung chốt đủ đơn luôn cho em nào. Rồi con này size 38 mắc vừa là mút mỏng cho em các chị ơi. Size 38 mắc vừa là mút mỏng cho em nào. Size 38 mắc vừa là mút mỏng. Đây rất là đẹp luôn cho em này. 38 mắc vừa là mút mỏng cho em như này các chị yêu nha. 38 mắc vừa là mút mỏng đây, chị nào lấy con này chốt cho em nè. 38 mắc vừa là mút mỏng nha mọi người, chị nào lấy con màn A506 trên này. Rồi 38 mắc vừa là mút mỏng A506 cho em nha. 38 mắc vừa là mút mỏng A506 kèm mã kèm số cho em luôn các chị ơi. A506 38 mắc vừa mút mỏng A506 nè. Rồi hôm trước mua 3 chiếc ứng hết luôn. Dạ đúng rồi, cảm ơn chị yêu nhá. Rồi đỏ 40 này, đỏ 40 tuyết bùi cho em số luôn chị ơi. Để em dồn đơn của mình đơn chiều nhá. Tại vì đơn, các chị thông cảm cho bên nè. Các chị nào mà có đơn đấy bên em cứ cố gắng lên số cho em nha. Để em khỏi dồn đơn lộn đơn của các chị nha. Tại vì rất là nhiều tên trùng nhau luôn. Nên là tại vì bên em gặp rất là nhiều trường hợp rồi. Là dồn lộn cái đơn của tên này với lại chị tên kia, giống y chang tên nhau, giống y chang nhau. Chị kia thì lên số mà còn chị này không lên số, cứ ngỡ là một người xong cửa lộ luôn. Nên là các chị cố gắng lên số cho em nhá. Chị tốt bùi lên số lại cho em nhá chị yêu ơi. Rồi chị nào nè có mời có một con thì chốt cho em đủ 3 chiếc đổ lên em gửi đơn cho mình nhá. 506 ạ. 506 Ngọc Linh chốt hàng lên số luôn cho em chị Ngọc Linh ơi. Chốt hàng lên số luôn cho em nào. Rồi size 38 mắc vừa cho em nè. Size 38 mắc vừa, like quần dạ không chế Cam Dung ơi. Size 38 mắc vừa cho em nè. Size 38 mắc vừa cho em ạ. Rồi ok chị Ngọc Linh 506 Ngọc Linh chốt đủ đơn luôn cho em nè. 38 mắc vừa, trời ơi rất là thích luôn cho em. Ok chị Tuyết Bùi nè. Rồi ok chị Tuyết Bùi đỏ, đỏ bọc, đỏ 40 chị Tuyết Bùi. 38 mắc vừa mà cực kỳ thích luôn cho em nè mọi người ơi. 38 mắc vừa lên cho em A588 cho em nè. 38 mắc vừa A588 nha mọi người nha. 38 mắc vừa. Chị yêu nào là con này cho em A588 cho em ạ. 38 mắc vừa lên cho em A588 xin chú ạ. A588 kèm mã kèm số cho em ạ. Cho em A588 đa phần là hàng không gọng cho em các chịu nha. Cái nào có gọng cho em có báo cho chị luôn. 588 chị Kim Cúc cho em lại số luôn nha. Người đẹp ơi cho em lại số luôn nhá. Rồi ok chị Tuyết Bùi tốt đỏ cho 40 chị Tuyết Bùi rồi. Rồi lên cho em ạ A588 chị Kim Cúc lên luôn cho em cái số nha chị yêu ơi. Để bây giờ khỏi chốt lộn nhá. Lên cho em luôn cái số ạ. Ủa Cam Dung bỏ chưa? Cam Dung này. Có đấy hả? Cái đó chỉ mới bóc dục lên á. À vậy hả? Rồi cái đó em còn 36 luôn. Rồi mã nu hả? Mã nu này, mã nu đây. Mã nu này, mã nu này 38 chị Trần Thu Hà. Mã nu 38 Trần Thu Hà chốt đơn này. Rồi Bích Liên Nguyễn Thị này chốt cái mã gì chị ơi? Kim Cúc rồi. Ok chị Kim Cúc 588 chị Kim Cúc này. 588 chị Kim Cúc nhá. 588 chị Kim Cúc này. Rồi cái đỏ hồi nãy em còn size 36 đây, chị nào lấy con này chốt cho em đỏ 36 cho em nha mọi người ơi. Rồi em lên cho chị một con xanh nè mọi người, lên cho chị một con xanh đẹp nhá. Rồi con này chị nào có tầm size 34 mặc vừa. 34 mặc vừa cho em nha, mà chị ơi 34 mặc vừa này. 34 mặc vừa 3 phân rưỡi cho em ạ. 34 mặc vừa 3 phân rưỡi lên cho em mã xanh ạ. 34 mặc vừa 3 phân rưỡi cho em ạ. 34 mặc vừa 3 phân rưỡi lên cho em mã xanh nhá. 34 mặc vừa 3 phân rưỡi cho em ạ. 34 mặc vừa là 3 phân rưỡi cho em nào mọi người ơi. 34 mặc vừa 3 phân rưỡi chốt cho em mã xanh này. 34 mặc vừa 3 phân rưỡi cho em mà chốt cho em mã xanh các chị ơi. Lên cho em mã xanh. 34 mặc vừa 3 phân rưỡi cho em này, lên cho em mã xanh kèm số cho em nào. Lên cho em mã xanh 34 mặc vừa 3 phân rưỡi, lên cho em mã xanh nhá. Chốt cho em mã xanh kèm mã kèm số cho em nào mà chị ơi. Lên cho em mã xanh 34 mặc vừa 3 phân rưỡi, lên cho em mã xanh ạ. Xanh kèm mã kèm số cho em nhá. Rồi 34 xanh cho chị Nhài Sinh này chốt đủ đơn luôn cho em nào. 34 xanh cho chị Nhài cho chị Nhài Sinh. 36 mặc vừa này, 36 mặc vừa 4 phân này. Rồi. Size 40 size 3 này à? Size 32. Rồi lên cho chị một con đẹp nha mọi người, size 36 mặc vừa trên này, mua đi, mua bưởi đi. Mùa này chỉ có mặc bưởi là thích thôi. Mùa này chỉ có mua bưởi là thích thôi mấy chị ơi, mua bưởi cho mát. Đỏ 36 tuyết bùi. Đỏ 36 tuyết bùi, ok chị tuyết bùi, đỏ 36 chị tuyết bùi. Bốn Nguyễn, em liên hệ bên shipper. Ship hàng sao, xem sao họ nói không biết đường đi nhà chị chú. Cái gì chị chú không phải chị bom hàng nha em. Bây giờ thì chị hẹn cái shipper là cái đoạn nào đoạn nào thì bây giờ chị hẹn shipper như thế đi. Như thế đi. Chị em nói cái mã 588. Vậy là không phải rồi chị Trần Thu Hà, bỏ cái Trần Thu Hà cái mã nu cái. Comment đúng mà em nói nhá, chị Trần Thu Hà ơi, đó em mới bảo với các chị là comment đúng mà em đọc.
Còn không là các chị chốt lộn rồi đến lúc các chị nhận hàng là các chị phàn nàn như này như kia là em thực sự luôn. Là bên em rất là mệt luôn. Các chị lại bảo là bên em gửi lộn sai, lộn mã này kia cho các chị nữa. Các chị cứ comment cái mã em đọc thôi, đừng có chị đừng comment theo ý của chị được. Theo ý của chị. Comment theo ý của chị là nói chung là nó không có đúng. Rồi size 36 mặc vừa cho em nào, size 36 mặc vừa 3 phân rưỡi cho em này. 36 mặc vừa 3 phân rưỡi A558, 36 mặc vừa 3 phân rưỡi này A558 cho em ạ. A558 kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em A558 này. A558 có size 38 luôn chị ơi. A558 kèm mã kèm số cho em ạ. Lên cho em A558. A558 kèm số này. Rồi lên cho chị một con mút sâu này các chị ơi. Lên cho chị một con mút sâu này, quả tròn mút sâu cho em ạ. 38 mắc vừa cho em nào mọi người ơi, 38 mắc vừa nhá. 38 mắc vừa chị nào lấy comment chốt cho em đỏ đô. 38 mắc vừa, mút sâu cho em nào, 38 mắc vừa mút sâu. Các chị nhìn cái nguyên tang nguyên mặt cái này là các chị biết là hàng mới hàng si các chị ơi. 38 mắc vừa cho em này, 38 mắc vừa nhá các chị ơi. 38 mắc vừa theo chốt trên đỏ đô. 38 mắc vừa lên trên mặt đỏ đô rất là đẹp luôn con này cho em nào mọi người ơi. 38 mắc vừa chốt trên mặt đỏ đô cho em này. 38 mắc vừa là mút mỏng nha mọi người, lên trên đỏ đô này, đỏ đô chị Kim Cúc tồn đơn. Chị nào nhanh tay thì được, em nói thật luôn, bây giờ size to rất là ít luôn các chị ơi. Không, còn rất là ít luôn các chị ơi. Nói chung là size to rất là ít luôn nên là các chị nhanh tay. 558 á, 558 chị Ngọc Trinh Trương này chốt đủ đơn luôn cho em nào. Size 36 mắc vừa cho em nào mà chị ơi, size 36 mắc vừa 3 phân này. 36 mắc vừa 3 phân chốt cho em ạ, đen nè, 36 mắc vừa 3 phân. Rồi 36 mắc vừa 3 phân này, chốt trên mặt đen rồi ok chị Kim Cúc lên trên mặt đen. 36 mắc vừa này, 36 mắc vừa 3 phân chốt trên mặt đen. 36 mắc vừa 3 phân lên trên mặt đen. 36 mắc vừa 3 phân lên trên mặt đen con này cho em ạ, 36 mắc vừa 3 phân. Em có 34 luôn, cái này em có 34 này, em có 34 36 này. Em có 34 36 chị nào lấy comment chốt trên mặt đen 34 hoặc là 36 cho em nào. Lên trên mặt đen 34 hoặc là 36 rất là đẹp luôn cho em nào các chị ơi. Rồi mà đỏ đôi em hết rồi nhá, đỏ đôi em hết rồi. 34 hoặc là 36 cho em ạ. Mút này có tầm 2 phân rưỡi cho em, 34 hoặc là 36 chị nào nhanh tay thì được, rất là đẹp luôn cho em nha các chị ơi. Đây ren à, họa tiết là ren như này cho em ạ. Đen 34 cho chị nhà xinh dồn đơn. Em còn đen này, cứ có mặt mã kèm sai. Cứ có mặt mã kèm sai là khỏi chốt lộn. Rồi, mà đen 36 cho chị Trần 7 một con. Chị Trần 7 chốt đủ đơn luôn cho em chị Trần 7 ơi. 367 cho 336 này, 36 đen chị Trần 7. Rồi em còn nhá. Rồi em còn nha mọi người, cứ có mặt mã kèm số cho em là có đơn các chị ơi, cứ có mặt mã. Cứ comment mã kèm điện thoại luôn cho em này, nhanh tay thì được các chị ơi. 36 này, 36 đen à, 36 đen chị Trần Tú ạ, 36 đen chị Trần Tú, chị Trần 7 này. Đây Trần Tú, Trần 7 này. Rồi em còn 34 thôi, em còn 34 chị nào nhanh tay thì được. Đây rất là đẹp luôn cho em này. Rồi dồn đơn hồi chiều được chị Tê Mê Đỏ ơi, cho ai điện thì dồn đơn được nhá. Rồi đen 34 thôi chị ơi, em còn đen 34 thôi, chị nào lấy con là chốt cho em mà đen 34. Đây để em coi đã nào. Rồi ok, đen 36 này, đen 36 chị Ngọc Linh. Đen 36 chị Ngọc Linh một con này, đen 36 Ngọc Linh một con rồi. Em còn đen 34, chị nào lấy comment chốt cho em ạ, đen 34 rất là đẹp luôn cho em ạ. Rất là đẹp và rất là thích luôn cho em. Rồi em còn đen 34, chị nào lấy comment chốt cho em ạ, đen 34. 558 em hết rồi chị ơi, 558 em hết rồi. Rồi lên cho chị một con mút cực kỳ dày cho em là size 34 mặc vừa. 34 mặc vừa cho em này, 34 mặc vừa nhá. 34 mặc vừa con này mút 5 phân rưỡi cho em luôn. 34 mặc vừa mút 5 phân rưỡi này. Rồi 34 mặc vừa mút 5 phân rưỡi cho em nào mà chị ơi, 34 mặc vừa mút 5 phân rưỡi nào. Rồi 34 mặc vừa mút 5 phân rưỡi cho em nào. 34 mặc vừa mút 5 phân rưỡi A513. 34 mặc vừa mút 5 phân rưỡi này. 34 mặc vừa mút 5 phân rưỡi A513. 34 mặc vừa mút 5 phân rưỡi A513. Quả ngực rất là tròn luôn cho em như này các chị ơi. Mặc cực kỳ thích luôn cho em và chất liệu vải cho em này các chị ơi. Đây các chị này. Ren mà ren đây các chị ơi. Ren mà ren mịn cho em nha mọi người. Rồi ok chị Ngọc Linh em chốt cho chị rồi nha. Em còn đen 34 này. 513 cho chị nhà sinh này, 513 chị nhà sinh dồn đơn. 513 chị nhà sinh dồn đơn này. Em lên cho chị một con tím size 34 mặc vừa cho em nào chị Ngọc Lan sau. Em lên cho chị một con size 34 là mặc vừa cho em nào. Size 34 mặc vừa chị nào chưa đủ đơn dàng chốt đủ đơn cho em nào. Size 34 là mặc vừa cho em nha mà chị ơi, size 34 mặc vừa con này cho em nào, lên cho em mặt tím. 34 mặc vừa lên cho em mặt tím, su đúc không gọng cho em nào, 2 phân nha mọi người, lên cho em mặt tím cho em nào. Chị nói đang ở đâu thế, chị chỉ đường, họ nói không biết đường đó mà đường nào là chị định mất định vị. Vậy là họ không liên lạc được với chị nữa. Ồ vậy hả? Rồi sao? Vậy là cái đơn của chị là cái đơn áo ngực của em đấy. Và em ta phải đơn cái áo ngực không? Hay là chị sai cái địa chỉ ta?
Rồi 513 em biết rồi nha, 513 em biết đồng giá nhá chị ơi, đồng giá 29.000 thôi, ở đâu rẻ các chị ơi. Đồng giá bạn hạ đồng giá 29k thôi. Chị nghĩ đa dạng chốt đủ đơn cho đủ gom đơn với lại đơn đơn kia nhá, đơn sừng sàm nhá. 36 mắc vừa cho em con này một con xanh, 36 mắc vừa, chị nào thích màu xanh thì hốt liền con này cho em ạ, 36 mắc vừa này. Nói chung là ba sản phẩm đổ lên này em cử đơn chị ơi. Rồi con này lên chốt chị một con size 36 mắc vừa 2 phân thôi, mình chị ơi chốt cho em ạ xanh. 36 mắc vừa là 2 phân cho em ạ xanh này, 36 mắc vừa 2 phân. 36 mắc vừa 2 phân chốt cho em ạ xanh, 36 mắc vừa 2 phân cho em nào. 36 mắc vừa 2 phân đây các chị ơi, rất là đẹp luôn trên này, 36 mắc vừa 2 phân mút mỏng mút, nói chung là mút mỏng mỏng nữa các chị ơi. 36 mắc vừa 2 phân lên cho em ạ xanh. Đây, rất là nổi cho em, chốt cho em ạ xanh. Xanh chị tê mê đổ đây, dồn đơn hồi trưa này, hồi chiều này. Rồi Trần Tú sau mắt rồi chị ơi, Trần Tú sau mắt rồi, lên cho các chị size 36 này. Rồi lên cho chị size 36 nha mọi người. Rồi con này size 36 là mặc vừa cho em nha mọi người ơi, size 36 mặc vừa này. 36 mặc vừa 3 phân cho em này. Trời ơi, có nút hoa nữa các chị ơi. Hả? Tím cho chị Nghĩa Đa, tím chị Nghĩa Đa. 36 mặc vừa cho em ạ, 3 phân nha mọi người ơi, 36 mặc vừa này, 2 phân rưỡi thôi. 36 mặc vừa 2 phân rưỡi chốt cho em ạ hoa. Cung xỉu luôn mọi người ơi, cung xỉu luôn cho em ạ. 36 mắc vừa này, 36 mắc vừa 2 phân rưỡi cho em nào. Lên trên mảng hoa comment đúng mã cho em nào. 36 mắc vừa 2 phân rưỡi lên trên mảng hoa. Comment đúng mã cho em nào, mã xanh em hết rồi nhá. Lên trên mảng hoa con này mình chị ơi, nhanh tay chốt liền cho em nào. Chốt trên mảng hoa rất là đẹp luôn cho em mà chị ơi. Lên trên mảng hoa chị yêu nào lấy con này chốt trên mảng hoa nhá. Hoa kèm mã kèm số cho em là chốt trên mảng hoa nha mà chị ơi, lên trên mảng hoa. Có loại có gọng, cái nào mà có gọng thêm có bào nhá chị ơi. Đúng áo ngực em vậy thì bây giờ chị cái đơn của chị để em coi đã chị ơi, có cái app không kiểm tra cái đơn 4 miễn cho chị cho em ấy, mở trên app ra hàng tiết kiệm. Rồi mà hoa Trần Bảy có đơn chưa, hoa dồn đơn chị Trần Bảy ạ, hoa dồn đơn chị Trần Bảy này. Áo xa to nhất là cỡ tầm 42 chị ơi, nhưng mà rất là hiếm luôn. 36 hoa của chị Trần Bảy rồi nhá, để em coi còn cái hoa nào không, còn cái hoa thì em chốt cho chị Trần Tú này. Hết hoa tạm thời em hết hoa rồi nhá, tạm thời em hết hoa rồi nè. Lên cho chị một con màu đỏ nha mọi người. Con này size 38 mắc vừa trên à, 4 Nguyễn. Ừ. Con này có gọng, cái nào mà có gọng thì em có báo nha mọi người nhá. Rồi mã sang hả, mã sang là mã nào. Các chị nào mà có đơn hồi chiều cứ nhà cứ chốt đi để em gom đơn hồi chiều cho mình nhá. Tại vì nhiều chị hồi chiều chưa có đủ đơn ấy. Là bây giờ cứ chốt cho em đi, cứ chốt rồi bên em sẽ gom đơn cho mình nhá. Má hoa em hết rồi chị ơi. Rồi lên cho chị một con màu đỏ này. Xuân 4 Nguyễn. 38 mắc vừa có gọng cho em nào, 38 mắc vừa có gọng. 38 mắc vừa có gọng các chị ơi, 38 mắc vừa có gọng cho em nào. Đây khách chạy ngày sao mà. Khách chạy ngày sao mà chị ơi. Cho họ giao lại chị Bồn Nguyễn đâu, tại vì ở trong đây là khách hẹn ngày giao này, ở trong đây khách hẹn ngày giao với chị ơi. Rồi mà hoa em hết rồi nhá, 38 đỏ có gọng cho em nha mấy chị ơi, mút mỏng nha. 38 đỏ mút mỏng có gọng này, lên cho em mà đỏ nhá, cho chị Kim Cúc này, cho chị Kim Cúc. Rồi em lên cho chị một con màu nude để thử coi ngày mai nha chị Bồn Nguyễn đâu, tại vì trên hệ thống này khách hẹn ngày giao với chị ơi nên là họ sẽ giao lại nhá. Chứ còn không là đã ghi trong đó là shop hủy đơn hoặc là hủy đơn hàng đã hoàn trả về rồi. Là ghi trên app là họ ấy, trên app là khách hẹn người giao chị ơi, nên là họ sẽ giao lại cho mình nha. Rồi lên cho chị một con nu này, con này size 34 mặc vừa trên là 34 mặc vừa nha mọi người, 34 mặc vừa cho em nha mày chị ơi, 34 mặc vừa 3 phân rưỡi cho em nào, 34 mặc vừa 3 phân rưỡi nha mày chị ơi, 34 mặc vừa 3 phân rưỡi lên cho em A246, 34 mặc vừa 3 phân rưỡi A246 cho em nè, 34 mặc vừa 3 phân rưỡi A246 cho em, 34 mặc vừa 3 phân rưỡi A246 các chị này, lên cho em A246 này. Giá một chiếc 29.000 thôi chế ơi. Chốt cho em từ 3 chiếc đổ lên em ship đơn cho mình nhá. Chốt cho em từ 3 chiếc ở đâu rẻ có 29.000 một chiếc thôi mình chế ơi. Rồi đồn đơn hồi chiều mà nu 246 hả, có 246 á. Võ Thu Huyền hả, Võ Thu Huyền đó hả? Chiều làm gì có ta? Hả? Làm gì có Võ Thu Huyền đây ta? Rồi con này size 36 mắc vừa cho em nào mình chế ơi. Rồi 246 Võ Thu Huyền này, 246 Võ Thu Huyền, dáng chốt đủ đơn luôn nha chị Võ Thu Huyền ơi. Rồi size 36 mắc vừa trên là size 36 mắc vừa rất là đẹp luôn trên nào mà chế ơi. 36 mắc vừa trên là 36 mắc vừa 2 phân rưỡi trên nào. Không gặp nha, đa phần là hàng không gặp. Cái nào mà có gặp thì em có báo liền cho các chị luôn. À, cái đỏ đó chị Võ Thu Huyền đó hả? Em tại vì thấy cái tên nó lạ quá không, nếu mà có thì chắc em cũng nhớ rồi chứ. Rồi cái này size 38 mắc vừa cho em mà, cho chị em A4 24, 38 mắc vừa A4 24 này.
38 mắc vừa lên xem ạ. A424 trên nha mọi chị ơi. 38 mắc vừa A424 xem ạ. 38 mắc vừa A424 xem ạ. Chốt xem A424 mút 2 phân thôi mọi chị ơi. A424 mút 2 phân, A424 kèm mã kèm số trên nào. Rồi con này size 34 mặc vừa trên ạ, size 34 mặc vừa. Rồi con này size 34 mang vừa trên là mút mỏng nhưng mà chị ơi lên trên mã xanh. 34 mang vừa là mút mỏng, chốt trên mã xanh này, 34 mặc vừa nhá. Nhá. 34 mặc vừa là mút mỏng, chốt trên mã xanh, comment đúng mã là có đơn các chị ơi. Comment đúng mã cho em là có đơn rồi, con này lên trên mã xanh nhá mọi chị ơi. Lên trên mã xanh kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi lên trên mã xanh giá chung 29k đúng rồi chị ơi, đồng giá 29.000 thôi. Nên là chị nào mà hôm nay tranh thủ chốt nha, tại vì lâu lâu mới có cái giá này thôi mà chị yêu nha. Ủa chế nói 424 hả? 424 là size 36. Đúng rồi, size 36 mà. 424 size 36 phải không? Ủa đúng mà. Ủa chị em nãy em nói size gì? Coi thử size 36 phải không? Cái đó size 36 mà chị Kim Cúc ơi. 36. Ờ đúng rồi 36 mà. Nãy em nói size 36 mà em có nói size mấy đâu. Hả? Nhưng mà 34 phải là màu. Comment cái đúng mã cho em đọc đi. Rồi mà 424 chị Huyền Nông, 424 chị Huyền Nông có đơn gì ta? Đơn sườn xám hồi chiều, cứ để sang bên. Tờ TM đổ nữa. Em bảo chị TM đổ nữa kìa. Để sang bên, có đơn hồi chiều. Rồi, 424 em hết rồi nhá. Có size 38 luôn chị ơi, có size 38 luôn. Rồi lên cho chị đây một con đen size 34 mặc vừa. 34 mặc vừa 5 phân rưỡi cho em nào. Rồi 34 mặc vừa 5 phân rưỡi cho em. Rất là đẹp luôn. 34 mặc vừa 5 phân rưỡi như này. Một con quả rất là tròn luôn cho em. Và dày nha mọi người, dày rất là cộm luôn cho em. Rồi mà xanh chị Nghệ Đa dồn đơn, xanh chị Nghệ Đa dồn đơn ạ. À. Rồi chị yêu nào là con này chốt trên mặt đen. 34 mặc vừa mút 5 phân rưỡi trên ạ. 34 mặc vừa mút 5 phân rưỡi. 34 mặc vừa mút 5 phân rưỡi trên này. 34 mặc vừa mút 5 phân rưỡi lên trên mặt đen. 34 mặc vừa mút 5 phân rưỡi, chị nào mà thích những cái hàng mà dài cộm như này thì các chị chốt cho em nào. Mặc áo dài bao đẹp luôn nha. Lên trên mặt đen kèm hả kèm số này cho em này. Lên trên mặt đen đây họa tiết này các chị ơi. Họa tiết đẹp chưa ạ? 29k một chiếc thôi mà chị ơi, lên trên mặt đen con này cho em nào. Chốt trên mặt đen đẹp chưa mà cháu, rất là đẹp luôn trên là các chị nhìn họa tiết cho em nào. Lên trên mặt đen chị Võ Thu Huyền, đen chị Võ Thu Huyền, Ngọc Lan sau mất rồi nhá. Đen Võ Thu Huyền rồi em còn này. Để em coi còn size gì đây. Để em coi size gì đây không biết nữa. Chị Hương Ly chốt size gì, mã gì chế ơi. Rồi con này em còn đen 36 thôi mà chế ơi, em còn đen 36 đấy. Em còn đen 36 mà chế ơi. Em còn đen 36 con này mút dày 5 phân rưỡi cho em nào. Cái kia chị coi cho em cái kia đấy. Em còn đen 36 chế này. Hả? Võ Thu Huyền này có một cái đó mà. Rồi, đó. Cái đen đó. Ừ. Rồi em còn đen 36 thôi mày chơi, đen 34 em hết rồi. Em còn đen 36 này. Rồi đen 34 còn nhá, đen 34 nè. Rồi đen 34 này, đen 34 này là của chị Võ Thu Huyền làm đầu tiên nè. Rồi đen 34 này. Đen 34 chị Ngọc Lan này. Đen 34 Ngọc Lan và đen 36 này. Cái đó 34 phải không? Rồi đen 36 đây cho chị Giang Nguyệt. Đen 36 đây chị Giang Nguyệt. Khách cũ. Đen 36 chị Giang Nguyệt khách cũ. Cái đó của ai? Ngọc Lan. Đen 36 chị Giang Nguyệt rồi. Ờ Huyền Nông cái xài là cái Huyền Nông chị em ấy. Cái Huyền Nông. Huyền Nông đây. Huyền Nông đây. À, cái này size 36 ấy chế, vậy em bảo ra cho. À, đen 34 hả? Vậy hết rồi chị Hương Ly ơi, lựa mã khác cho em nha chế. Lựa mã khác cho em nha, để em coi còn nữa. Lát rồi em hú cho nhá, có size 34 thì em hú cho nhá. Đơn chiều chị còn không? Còn chị Võ My ơi. Đơn của chị Võ My là có cả đơn sàng đúng không? Cả đơn sàng, đơn áo dài thanh lý và lại cả đơn chiều luôn đúng không? Bây giờ chị cứ chốt cho em đi, khi nào nhân viên định cứ báo nhân viên com đơn cho mình ha. Rồi 36 mắc vừa cho em nào mà chế ơi, 36 mắc vừa cho em à, mút 2 phân rưỡi. 36 mắc vừa mút 2 phân rưỡi mã đen cho tạm thời em hết. 36 mắc vừa mút 2 phân rưỡi cho em nào. Chị nào lấy comment A574 cho em này, chốt cho em A574. A574 kèm mã kèm số cho em nào, chốt cho em A574 con này cho em nào. Lên cho em A574, à đây. Đây cái đen đây em còn. À đen đây em còn size 38 nha mày chế ơi, chị nào mặc size 38 không? Chị nào mặc size 38 không? Không phải tại không có hàng. Không phải tại không có hàng. Là sao chị Ngọc Linh? Rồi A574, em còn mã đen 33, em còn mã đen 38 luôn này. Chị nào lấy mã đen 38 không? Chị nào lấy mã đen 38 không? Em còn đen 38 này mà chị ơi, em còn đen 38 đấy. Nhanh tay nha, tại vì cái đen tại vì cái hàng 38 rất là ít luôn mà chị yêu ơi. Chị nào lấy cái đen 38 không? 36574 chị Trần Tú dồn đơn này. 574 Trần Tú dồn đơn này. Rồi, có đen 38 đây chị ơi.
đen dày lắm không? Rất là dày luôn trẻ ơi. Dày cộng một cộng luôn đây, 5 phân rưỡi luôn cho em nào. Chít thì dày tới 5 phân rưỡi luôn. Cúc đạn này đen 38, chốt hàng lên số luôn cho em để em con đơn mình nha. Rồi 38 này, đen 38 cúc đạn, chốt hàng lên số luôn cho em để em con đơn mình chế yêu ơi. Đen 38 cúc đạn này, cho em số này. Cách cũ khách mới gì cũng lên số cho em, khỏi lộn hàng nha. Rồi lên cho chị một con trắng này mọi người. Đen 38 chị cúc đạn rồi, lên lại số cho em nào. 36 mặc vừa cho em ạ, 5 phân rưỡi luôn. 36 mặc vừa mút 5 phân rưỡi đây các chị yêu ơi. Họa tiết lòng hoa như này cho em ạ, màu trắng rất là ít luôn các chị ơi. 36 mặc vừa cho em ạ, lên cho em ạ trắng ok chị cúc đạn. 36 mặc vừa lên cho em ạ trắng con này cho em nào. 36 mặc vừa lên cho em ạ trắng đây, dài cộm luôn như này cho em nào. 36 mặc vừa mút 5 phân rưỡi cho em. 36 mặc vừa mút 5 phân rưỡi lên cho em ạ trắng con này cho em nhá. Lên cho em ạ trắng. Rất là dài luôn cho em. Đen 38 em hết. Rồi lên cho em ạ mà trắng đây, đen 40 mỏng em. Từ chị ơi. Đen 40 nói chung là size to rất là ít luôn. 38 này, đâu. 38, đúng là 36 chứ, trắng 36 nhá, trắng 36 này. Trắng 36 này. Tiền trưa bắt đầu trắng. Rồi trắng 36 này, trắng 36 chị Trần Tú dồn đơn này, trắng 36 chị Trần Tú dồn đơn này, đó. Mấy con này? Ba con đủ. Rồi. Để em coi con trắng nó còn không nhá, để em chốt chị Cam Dung một con này. Chị Cam Dung xong mất rồi. À đây. Rồi, cái size gì ta? Cái đó là size 36 phải không? Ừ. Em còn trắng 38 thôi. Em còn trắng 38 thôi mấy chị ơi. Dồn đơn giúp chị nhé. Thông Hoàng qua điện mình không? Qua điện mình chưa? Rồi em còn trắng 38 nha mấy chị ơi, em còn trắng 38. Chị nào chốt thì chốt cho em nào, trắng 38 nhé. Trắng 38 cho em nào mấy chị ơi, trắng 38 đi. Rồi có 36 luôn, có 36 luôn cho chị Cam Dung. Trắng 38 nhá mọi người, Cam Dung có đơn rồi. Rồi em còn trắng 38 thôi, em còn trắng 38. Chị Giang Nguyệt sau mắt rồi chế đẹp nhá. Chị Giang Nguyệt sau mắt rồi chế yêu ơi. Rồi đây em còn trắng 38. Rồi trắng 38 rất là dày luôn. Trắng 38 này. Trắng 38 nhá, Tuyên Trương từ nãy giờ chốt hàng không lên số về chế. Rồi rất là dày luôn chị Kim Cúc. Mà không có được đâu chị Kim Cúc ơi. Con này dài tới 5 phân rưỡi lận. Dài tới 5 phân rưỡi lận. Rồi trắng 38 nhá, chị nào lấy comment chốt cho em là trắng 38 này. Tuyên Trương từ nãy giờ không lên số về chế. Chỗ này kèm mã kèm số cho em với nào. Rồi để em coi còn trắng 36 nữa không này. Trắng 34 có không em cái. Trắng 34 để em coi chế ơi. Có trắng 34 chị Hương Ly khách cổ này. Rồi trắng 34 chị Hương Ly khách cổ nhá. Rồi trắng 38 nhá, chị yêu nào lấy comment chốt cho em mã kèm số cho em với nào. Comment mã kèm số cho em rồi ok chị Tuyên Trương này. Trắng 38 chị Tuyên Trương này, chốt đủ đơn luôn nha người đẹp. Rồi em chốt cho chị Hương Ly rồi nhá. Cho chị Hưng Ly rồi nha. Rồi con này size 42 này, lâu lâu mới có size to này. Gọi điện rồi nói dồn đơn đã ok rồi. Giờ mua tiếp nên dồn đơn luôn. Em không có dồn đơn như vậy nha trẻ ơi. Tại vì đã có gọi cho các chị là có xin, nói chung là xin địa chỉ hoặc là cái nào mà ai đã tổng đơn của mình rồi ấy, là bên em đã gọi xong là đóng đơn hàng của mình luôn. Nên là không có con được nha. Nên là chị nào mà muốn chốt thêm là có xin địa chỉ hoặc là có tổng đơn của các chị rồi, là cái đơn đó của chị đã cho đi rồi nhá. Nên là đơn sau này các chị muốn chốt thì các chị đi đơn sau cho em nhá. Chứ bên em không có dồn nha mọi người. Rồi đen này. Cái gì đây? Size gì đây? Rồi em còn trắng 38 luôn. Em còn trắng 38 luôn à. Còn đúng không? Trắng 38 còn đúng không? Ngọc Trinh Trương có đơn chưa? Ngọc 38 chị Ngọc Trinh Trương dồn đơn. Trắng 38 Ngọc Trinh Trương. Rồi đen 42 nào mấy cháu ơi, mút mỏng cho em nào. Đen 42 mút mỏng nha mấy cháu ơi, có gọng cho em nào. Con này có gọng, đen 42 mặc vừa mút mỏng. Đen 42 mặc vừa mút mỏng cho em à, chốt cho em à đen. Lên cho em à đen, có trắng 34 không? Hết trắng 34 rồi. Lên cho em à đen nha mọi người, chốt cho em à đen nào. Lên cho em à đen 42. Đen 42 kèm mã kèm số cho em à, chốt cho em à đen 42 này. Tại vì nãy chị đổi gì nhớ, nó sắp theo màu. Đen 42 này, chốt cho em à đen 42 nào. Lát rồi em sẽ lên cho chị một con rất là dài luôn. Đảm bảo các chị tha hồ mà lựa. Đen 42 cho chị Cúc Đạn. Đen 42 chị Cúc Đạn. Trời ơi quá là rẻ rồi các chị ơi. Ở đâu mà rẻ đây? Rẻ hơn nữa nè. Ở đâu mà rẻ hơn nữa các chị ơi. Rồi em lên cho chị một con màu xanh này các chị này. Xanh nha. Chị cứ lựa đi. Để thay màu cái này hai cái thôi đúng không? Hay là một cái. Đây này, đưa đây cho em. Trời cái con này dễ thương lắm. Trời ơi, cái con chị này ơi. Là cực yêu luôn. Nhìn màu đã mát rồi mấy chị ơi. Màu này chỉ có mặc màu này thôi là mát thôi mấy chị ơi. Rất là mát luôn cho em. Chị nào nhanh tay được như kiểu bắp xu hào. Màu này chỉ có em hài lắm. Bắp xu rồi đó.
nhìn nhìn mấy cái của bắp xô hào ấy, trời ơi nhìn nó đã mắt cái trời ơi, nhìn màu nó đã mắt chưa này, trời ơi mút dài 5 phân rưỡi cho em nha mày, trời ơi rất là đẹp luôn cho em nào. Đây để em coi size gì đây, có size 36 này, cái này mút dài tới 5 phân rưỡi luôn mày trời ơi, chị nào nhanh tay thì được, có 36 nha mày trời ơi. Rồi để em mặc lên người cho chị coi một con rồi em đọc size cho chị nha. Rồi lên cho chị size này, con này là size cho em 5 phân rưỡi luôn mày trời ơi, chị nào thích size cuồng size chịu, chị nào mà thích cuồng size này, cuồng size mà cuồng dày thì chốt con này cho em nha mày trời ơi, rất là dày luôn cho em ạ. À, dày cộm luôn, con này y chang con trắng hồi nãy chỉ khác màu thôi mày trời ơi, nhưng mà màu nó rất là nhẹ nhàng luôn, không hề bị chói gì hết nha các trời ơi, rất là nhẹ nhàng. 36 em có size 36 này, thấy nhá, đừng có nói là size 36 hết nhá, có size 38, size 36, 38 nhá. Chị nào nhanh tay thì được, em có size 36 với lại 38 này, chị nào lấy thì nhanh tay thì được này. Em có hai size 36 với lại 38, không có size 34 rồi. Size này là không có size 34 rồi trẻ ơi. Có lại size 36 với lại 38 thôi. Chị nào lấy con này chốt cho em mà size này. Rồi em chỉ có size 36 với lại 38 thôi. Rồi em còn trắng 38 nhá, lát rồi em sẽ lên cho chị này. Rồi chốt đi chị kìa. Rồi mà xanh 34 em không có nên xanh 34 em không có nhá. Rồi em chốt nè, cứ comment rồi em chốt nè, có xanh 34 rồi ok, chốt cho chị cho chị Hương Ly cái xanh 34 này. Chốt cho chị Hương Ly xanh 34 nha. Rồi bây giờ em đọc nè. Xanh 36 cho chị Giang Nguyệt nè. Xanh 36 cho chị Giang Nguyệt nhá. Xanh 36 chị Giang Nguyệt có đơn rồi nè. Xanh 36 chị Giang Nguyệt có đơn rồi nhá. Từ quá. Nãy mình nhìn kiểu gì ta? Xanh 34, ba xanh 36 chị Giang Nguyệt nè. Rồi xanh 36 chị Tuyết Bùi dồn đơn này. Xanh 36 chị Tuyết Bùi dồn đơn này. Rồi xanh tạm thời xanh 38 này, Bình An này, Bình An có đơn chưa? Xanh 38 chị Bình nhà. Xanh 38 chị Tuyên Trương này. Xanh 38 chị Tuyên Trương. Bây giờ em chốt cho chị nào mà có đơn đã, Bình An đợi sau nha. Rồi xanh 36 này, xanh 36 chị Trần 7 có đơn này. Xanh 36 chị Trần 7 có đơn này. Rồi trắng 38 với lại xanh 38 rồi ok này, chốt cho chị chốt cho chị Bình An. Đây cho chị Trần 7. Rồi cái này xanh 38 lại trắng 38, chốt cho chị Bình An nha. Giờ Bình An mới được đơn thôi chế ơi. Rồi trắng 38 em hết rồi chế. Rồi xanh 34 em không có, xanh 34 em không có. Rồi xanh 34 em không có, rồi em còn xanh 38 thôi, em chỉ còn xanh 38 thôi. Xanh còn 34 hết xanh 34 luôn rồi, chốt cho chị kia rồi. Xanh 34 chốt chị Hương Ly rồi, em còn xanh 34, em còn xanh 38 với lại 36 này. Đi nào lấy comment chốt kia mà xanh này. Còn đúng hai con thôi mày trời ơi, còn đúng hai con nhanh tay chốt vào liền cho em ạ. Màu rất là nhẹ nhàng cho em như này, như kiểu màu bắp su hào. Nhìn rất là đã mắt luôn các trẻ ơi. Xanh 34 em hết rồi nha. Xanh 34 em không có trẻ ơi, hết rồi nha. Trắng 38 em cũng hết rồi, em chỉ còn xanh nè. Em chỉ còn xanh 34 nè. À lộn, em chỉ còn xanh 36 với lại xanh 38. Trên nào nhanh tay nè. Em chỉ còn xanh 34 với lại 38 kia kia nữa kìa. Màu trắng nữa nè, đây nè. Trời ơi, đây trắng đây, trắng đây. Ủa trắng đây. Cứ đảo nữa. Trắng, hết trắng rồi hả? Hết rồi, em cứ gọi em chỉ lừa có thì chị quên cho. Rồi trắng đây, chốt lại con trắng này. Rồi xanh 38 Thanh Loan. Xanh 38 Thanh Loan có đơn hồi chiều này. Xanh 38 Thanh Loan kia bọc. Rồi đẩy sang bên này, có đơn hồi chiều này. Rồi em còn xanh 36, mình chốt xanh 36 mà không được đây. Cam Dung em chốt cho chị xanh 36 nhá. Cam Dung xanh 36 này. À không cần đâu. Xanh 36 cho chị Cam Dung dồn đơn này. Xanh 36 Cam Dung, đây trắng đây các trẻ ơi. Em còn trắng này. Rồi con này là size 38 đấy, chốt lại cho em nào. Chị nào chốt nè. Chị nào chốt thì chốt lại cho em là trắng 38 em còn một chiếc nè. Trắng 38 em còn một chiếc nha. Xả ra. Em còn xanh, em còn trắng lộ. Em còn trắng 38. Em còn trắng 38 nha mọi người ơi. Rất là đẹp luôn cho em là Cam Dung. Cam Dung có đơn rồi chưa? Có đơn. Nãy có đơn chưa? Nãy có đơn. Cứ báo lộ. Cứ báo lộ. Có xanh 33 ấy chưa? Rồi trắng 38 nha mấy chị ơi. Trắng 38 5 phân rưỡi cho em nào. 38 5 phân rưỡi nha các chị ơi. Đây con trắng hồi nãy em lên là còn sót một con này mấy chị ơi. Đây trắng 38 rất là đẹp và dày cộm luôn cho em như này các chị ơi. Trắng 38 trên là đây rất là dày luôn cho em ạ. Dày 5 phân rưỡi. Lấy cho em ạ trắng 38 nha mọi người. Chốt cho em ạ trắng 38 này. Ai chốt trắng 38 thì luôn cho em ạ trắng 38 nha. Rồi trắng 38 chị Trần Xuân Thảo. Trắng 38 chị Xuân rồi em chốt cho chị rồi Bình An ơi, em chốt chị rồi nhá. Em chốt cho chị này, em chốt chị rồi. Này em chốt cho chị rồi nha. Wow, trời ơi. Trời ơi, như một viên kẹo luôn mày trẻ ơi. Nãy như một xu hào, giờ như một viên kẹo. Rồi, rồi, Trần Xuân Thảo cho mới được đón. Trời ơi, nhìn màu nó đã, nhìn nó đã cái trời ơi. Ôm lên sườn lắm luôn cái trời ơi. Đây chú chị một con hồng này.
nhạt mà nó dễ thương không. Rồi Sabatu này, trời ơi có Sabatu luôn nha mày trời ơi. Đủ hai thứ, mỗi thứ hai cái hết. Trắng này, trời ơi rất là đẹp luôn mày trời ơi, y chang mày luôn nhưng mà chỉ khác màu thôi mày trời ơi. Cái em đang mặc là size Sabatu, mút 5 phân rửa cho em nào. Đây để em đọc size, con này có Sabatu này. Con này có Sabatu này, trời ơi cái gài cho em. Sao mà nó không gài được ta. Rồi, con này này có Sabatu 38 này, trời ơi có 29 ngàn ở đâu rẻ bằng mấy cái chế ơi. Sabatu này để em coi, cứ cho mần mã hồng. Con này dày cho em này, dày tối 5 phân rưỡi luôn mấy chế ơi. Dày tối 5 phân rưỡi cho em. Đây, con này giống y chang con xanh con trắng hồi nãy nha các chế ơi. Các chị nhìn cái họa tiết này, cái chiều này rất là mềm mịn luôn. Cho em là dày tối 5 phân rưỡi nè. Em có Sabatu này, em có Sabatu 8 này. Em có Sabatu 38 này. Sao nhìn Sabatu vậy? Em có 34-38 nha mày trời ơi, 34-38 này. Không, có 36 gì ta. Có 36 luôn mày trời ơi, 34-38-36 này. Cứ comment mã cho em chốt đơn nè mày trời ơi. Cứ comment mã cho em là em chốt đơn nè. Cứ comment mã cho em là em chốt đơn. Có 38 này, 36 hình như có một chiếc cả. Ơi hàng trơn á hả? Hàng trơn thanh lý hả? Bộ hay là sao? Đính Ngọc đúng không? Có Đính Ngọc không? Ừ, 139. 39. Rồi, bây giờ em chốt nè mày chéo ơi, bây giờ em chốt nè. Rồi mã hồng 34 Vũ Thu Huyền. Hồng 34 Vũ Thu Huyền, em sẽ chốt bằng hai mày luôn cho công bằng nha. Hồng 34 Vũ Thu Huyền. Hồng 34 Vũ Thu Huyền nè. Đâu rồi? Hồng 34 nó nằm đâu rồi? Chị nào cứ comment lên cho em nào. Đâu rồi Hồng 34 Vũ Thu Huyền này. Rồi cứ comment cho em nào. Hồng 34 Vũ Thu Huyền rồi. Rồi Hồng 36 cho chị Tuyết Bùi. Hồng 36 cho chị Tuyết Bùi này. Hồng 36 cho chị Tuyết Bùi nha mày trời ơi. Hồng 36 này. Có đơn rồi. Hồng 36 này. Trời ơi nó lé cả con mắt luôn trời. Nó lé luôn cả con mắt luôn rồi. 36 đâu rồi? Vũ Thu Hiền có đơn rồi. Rồi 36 này. Võ chứ. Võ Thu Hiền, ở Võ Thu Hiền, Võ Thu Hiền này. Rồi đâu rồi? Ủa, có 36 năm bạc. Có một con này dơ lên, có một con kiếm đi, chị kiếm đi mỏi con mắt con em quá. Rồi. Cho chị Tuyết Bùi, võ 36 có một con là 36 thôi cho chị Tuyết Bùi. Rồi, mã hồng này, mã hồng 36 em hết rồi nha. Rồi hồng 34 này, hồng 34 cho chị Nhài Sinh một con, hồng 34 bảo vô chị Nhài Sinh một con này. Hồng 34 chị Nhài Sinh một con này. Rồi hồng 38 chị Bình An một con, hồng 38 chị Tuyên Trương một con. Rồi. Đúng rồi, rất là dày luôn cho em ạ. Và hồng 34 này, hồng 34 Ngọc Lan. Hồng 34 Ngọc Lan. Hồng 34 Ngọc Lan, bỏ cho ai rồi? Tuyên Trương chưa? Rồi. Bình An chưa? Bình An rồi. Rồi, 34 cho chị Ngọc Lan. 34 cho chị Ngọc Lan. Trời ơi, nó kì mà. Đây, bỏ vô, nhanh. 34 cho chị Ngọc Lan, 36 em hết rồi chế ơi. 34 này, 34 cho chị Võ My. 34 cho chị Võ My này. 34 cho chị Võ My. 34 cho chị Võ My kì vô. 34 chị Võ My. Rồi, 36 này, 36 em hết. Rồi Băng Khánh chốt hàng lên số cho em nào. Rồi 38 chị Anh Vân. 38 chị Anh Vân này. 38 không à, không có 36 hay 34 gì đó. Rồi 38 chị Anh Vân. 38 chị Anh Vân. Ghi vô 38 chị Anh Vân. 36 chị Ánh Nguyệt một con. Rồi 34 này, 34. Có ai 34 không? 34 Võ My này, 34 Võ My này. Ghi vô. Đơn rồi. 34 chị Võ My. Và hồng 38 chị Anh Vân. Đó, hết hồng nha. Còn chứ còn sao bắt tạ, còn sao bắt kia thôi. Cho chị Anh Văn, tức là cho chị Võ My. 36 bỏ cho xem vị Đăng Nguyệt chưa. Rồi em đây cho chị một con xám 34 mặc vừa trên này. 34 mặc vừa, chị có đơn chưa em? Có đơn rồi chị Ngọc Linh ơi. 34 mặc vừa trên này, 34 mặc vừa 3 phân này chốt trên mảng xám. Rồi ok chị Võ My, 34 mặc vừa con này chốt trên mảng xám nha mọi người. 34 mặc vừa lên trên mảng xám con này cho em ạ, mút 3 phân nha. 34 mặc vừa, mảng xám mút 3 phân. Rồi hồng 38 đây cho chị Băng Khánh. Hồng 38 chị Băng Khánh với lại hồng 38 chị Anh Vân. Rồi mọi người chốt đủ đơn cho em ạ. Võ My là đơn chiều đúng không? Ừ, đơn chiều bỏ lên đây. Đơn chiều bỏ đây. Rồi Anh Vân với lại Băng Khánh sao 38. Rồi con này chốt trên mà xám 34 mặc vừa nào. 34
mặc vừa lên trên mà xám. Con này các chị ơi rất là mềm mịn cho em nè. 34 mặc vừa lên trên mà xám các chị ơi, 34 mặc vừa này. 34 mặc vừa lên trên mà xám, mút 2 phân rửa cho em nè. Rồi, con đỏ 38 có luôn chị ơi. Ủa chị Hồng Nguyễn chất size gì chị ơi? Tại vì cái size 36 em không có, em hết size 36 rồi, size 34 em cũng hết luôn rồi chị Hồng Nguyễn ơi, hết size 34 rồi đúng không? Hết size 34 rồi chị Hồng Nguyễn ơi, nên nãy là em bỏ qua chị á, hết size 34 rồi. Còn 38 thôi. Còn 38 thôi chị Hồng Nguyễn ơi, lựa mã khác cho em nào. Đến lượt chị là hết luôn rồi, hết cái size 34 rồi, em chỉ còn size 38 thôi. Size 34 đây, 34 cho ai? Rồi 34, bảo vệ mi chưa? Rồi. Rồi ok Hồng Nguyễn này, ok 34 chị Hồng Nguyễn này. 34 chị Hồng Nguyễn, chưa có đơn. 34 chị Hồng Nguyễn cả số lên này. Bên Trang Trần Thị Huệ ạ, kéo số ở trên. Rồi, hết hồng 34 này. Rồi em lên cho chị con này size 36 mắc vừa, mút 5 phân rưỡi cho em ạ. 36 mắc vừa, mút 5 phân rưỡi, một con ren đen cho em ạ. 36 mắc vừa, mút 5 phân rưỡi, đây một lớp ren này các chị ơi. Rồi chị nào lấy con này chốt cho em này, chốt cho em mặt đen nha mọi người. 36 mắc vừa lên trên mặt đen cho em con này, 36 mắc vừa lên trên mặt đen. Có size 38 chứ không có size 38 đâu chị ơi. Rồi con này lên trên mặt đen các chị ơi. Con này size 36 mắc vừa, mút 5 phân rưỡi cho em nào. 36 mắc vừa, mút 5 phân rưỡi lên trên mặt đen. 36 mắc vừa, mút 5 phân rưỡi nha. 36 mắc vừa, mút 5 phân rưỡi lên trên mặt đen này. 36 mắc vừa. Vậy dồn đơn hồng và đỏ 38 nhá. Đỏ 38 nào ta. Rồi chị nào lấy con này chốt trên mặt đen nha mọi người. Lên trên mặt đen 36 đây các chị ơi, 36 mắc vừa đây, phối ren cho em như này các chị ơi. 36 mắc vừa. 36 mắc vừa, chị nào lấy con này chốt trên mặt đen 36 mắc vừa đỏ lên trên mặt đen này. 38 à. À, cái gì? Đỏ và hồng 38 cho anh Khánh. Nhưng mà làm gì có đỏ. Lát rồi lựa trên like. Mình nhận được vài công chúa rồi, shop đẹp lắm rồi, cảm ơn chị Hà Mel. Rồi chị nào lấy con này chốt cho em mặt đen nha mày chị ơi. Đưa cho em cả mặt xám đấy. Cái mặt xám đây này. Mặt xám đây còn nữa. À là lộ mã nu á, mã nu á, đưa cho em mã nu ấy. Mã nu á, mã nu ấy. Rồi, mã đen cho chị Trần Xuân Thảo dồn đơn. Đen không có 34 chị ơi, để lát rồi em lên cho chị mã khác nha. Có đen mã 34 nhưng mà 34 kiểu khác này. Rồi em lên cho chị một con màu nu dài cộm luôn trên là 34 đến 5 phân rưỡi. Chốt con này đi chị Hồng Nguyễn ơi, chốt cho em mã nu này. Em còn nu 34. Em còn nu 34 này mọi người ơi, em còn nu 34. Em còn nu 34 và 38, chị nào lấy comment chốt cho em mã nu 34 hoặc 38 cho em nè. Lên cho em mã nu 34 hoặc 38. Lên cho em mã nu 34 hoặc 38 cho em là rất là đẹp luôn mà chị ơi, nu 34 hoặc 38 này. Nhanh tay thì được, bút dài 5 phân rưỡi cho em như này các chị ơi, nu 34 hoặc 38 cho em nè. Nu 34 hoặc 38 cho em, chị nào lấy con này chốt cho em mã nu. Nu 34 này, nu 34 hoặc 38 cho em nào. Em còn nu 34. Nu 34 này, nu 34 cho chị Hồng Nguyễn dồn đơn. Nu 34 chị Hồng Nguyễn dồn đơn này. Đây bỏ chị Hồng Nguyễn trước này. Nu 34 chị Hồng Nguyễn dồn đơn này. Đây nu 34 Hồng Nguyễn này. Rồi cứ có mặt nu 34 hoặc 38 cho em nào. Rồi nu 38 chị Bình An một con. Nu 38 chị Bình An một con. Rồi nu 38 cho chị Tuyên Trương một con. Nu 38 chị Tuyên Trương một con. Rồi nu 34 à, em cho chị Hồng Nguyễn rồi nha. Rồi em còn nu này. Em còn nu 38 nhá cho chị Tuyên Trương rồi. Nu 38 chị Anh Vân một con. Anh Vân một con, chị Khiếu Hoài. Tuyên Trương có đơn rồi. Bên kia kìa có đơn rồi. Anh Vân Tuyên Trương cái kìa bên góc kìa kìa. Thấy chưa? Rồi em còn nu này, em còn nu này, em còn nu 34. Em còn nu 34 ạ. Chị nào lấy comment chốt cho em nu 34. Nu 34 cho chị Hàng Cao. Nu 34 chị Hàng Cao. Nu 34 chị Hàng Cao rồi mới lên số để sang bên này luôn, có đơn hồi chiều. Nu 34 chị Hàng Cao. Rồi để em lên mã khác cho chị nha. Thấy Hàng Cao chưa? Rồi. Bên Trang Trần Thị Huệ. Hàng Cao kéo lên. Rồi lên cho chị con này đúng duy nhất, còn đúng duy nhất một con thôi, size 36 mắc vừa, chị nào nhanh tay thì được. Size 36 mắc vừa rất là đẹp luôn, trên và mềm mịn. Đây các chị nhìn thôi. Các chị nhìn cái phần lớp ở phần phía trong trên là rất là đẹp luôn nha. Nu 34 mắt mới cười sao mắt rồi chị yêu ơi, mắt mới cười sao mắt rồi nha. Mắt mới cười sao mắt rồi. Rồi con này size 36 mắc vừa trên nào. Size 36 mắc vừa nha mọi người. Size 36 mắc vừa lên trên mắt đỏ nè. Em chốt quá trời không thấy chị Thảo Linh Hoàng ơi. 36 mắc vừa chị nào lấy con này chốt trên mắt đỏ trên nào. 36 là mặc vừa lên trên mắt đỏ kèm luôn số trên nào. 36 là mặc vừa, chị yêu nào lấy con mình chốt trên mắt đỏ nha. Rất là đẹp và mềm mịn trên này, như kiểu dạng bra này, mang rất là mềm luôn trên nào. 36 mắc vừa đỏ dồn đơn chị Giang Nguyệt. Đỏ dồn đơn chị Giang Nguyệt này. Cái kia mã gì chị? Cái kia mã gì? Mã đang tìm nữa nè, sợ còn à. Trời ơi, rất là đẹp. Mê luôn rồi, nó đẹp mê luôn mày chị ơi. Lửa mà nó mê mà. Đây. Rất là mê luôn con này mày chị ơi. Đây, cho em nè, để em mặc lên cho chị con này. Rồi ok chị Giang Nguyệt, em dồn đơn cho chị rồi nha.
Rồi rất là đẹp luôn. Con này 36 này, cái này em mặc là size 36 này. Cái này mút 3 phân rưỡi cho em nha mấy cháu ơi, mút 3 phân rưỡi một con màu hồng nhẹ cho em, mà màu hồng phấn nhẹ nha, màu hồng nu phấn nhẹ cho em nào. Rồi cái em đang mặc là size 36 này. Đây cứ comment cho em này, chốt cho em mã A01 đi ạ. A01 kèm size này em có size 34. Em có size 34 này. Em có size 38 nhá. Em có size 34, em có size 38, đỏ 36 em hết rồi. Đỏ 36 em hết rồi. Em có 34 này. Em có 36, em có 38 này. Lên cho em mã A01 34 36 38 cho em nào. A01 34 36 38 số lượng có hạn các cháu ơi. 34 36 38 nhanh tay chốt vào liền cho em mã A01. Lên trên mã A01 34 36 38 cho em nào. 34 36 38 nha mấy chị ơi. 34 này, 36 38. 38 thì em chỉ có đúng duy nhất một con thôi, nhanh tay thì được nha mấy chị ơi. 38 con này em đúng duy nhất một con thôi. Đó 34 này, A01 34 này. Chốt luôn nha. A01 34 cho chị Hồng Nguyễn này. Rất là đẹp luôn cho em nha các chị ơi. Em chỉ có đúng duy nhất một con là size 38, chị nào nhanh tay thì được cho em nào. Rồi rất là đẹp luôn cho em nha mọi người ơi. Đây các chị yêu này, rất là mềm mịn cho em như này nha mọi người nha. Đây các chị nhìn này. Rất là mềm mịn cho em nè, con này mút dài 2 phân rưỡi cho em. Rồi A01 38 này. Còn màu khác đây, màu khác em đang lên màu khác đây chị ơi. Rồi A01 38 ạ, A01 38 chị Cúc Đặng. Rồi cứ comment mã cho em kèm số điện thoại luôn cho em, A01 kèm số này. Rất là mềm mịn cho em như này các chị ơi. Đây các chị yêu này, đó. Rất là mềm mịn cho em ạ, 3 phân rưỡi cho em nha mấy chị ơi. Không đẹp, không lấy tiền các chị yêu luôn. A01 38 em biết rồi, em chỉ còn A01 kèm size cho em nào. Em chỉ còn size 34. Em chỉ còn size 34 và 36 nhá. Chị nào nhanh tay thì được nào. Em chỉ còn 34, 36 đúng duy nhất là size 38 thôi mà hết luôn rồi. Em chỉ còn size 34, em size 34 và lại size 36 nhá. Em còn 34, 36. 338 em hết rồi. A01 38 em hết rồi, chị Cúc Đặng rồi nhá. A38 em hết rồi. A38, size 38 em hết rồi. Rồi ok, A01 36 chị Ngọc Linh này. A01 36 chị Ngọc Linh có đơn rồi. A01 38 em hết rồi mọi người ơi. Bây giờ em chỉ còn size 34 và 36 nhá. Chị nào lấy comment chốt cho em A01 34 hoặc là 36 cho em, rất là đẹp luôn mà trời ơi. Không chốt thì tiếc làm luôn các chị ơi. Nhanh tay nhá, nhanh tay thì được nè. Rồi A01 38 em biết rồi trời ơi. Em còn A01 36 chị Ngọc Linh rồi. Em còn A01 34 và 36. Chị nào lấy comment chốt cho em A01 34 hoặc là 36 cho em. A01 34 hoặc 36. Rồi đó đây em còn size 40. Đó đây em còn sót là size 40 cho em nào. Đỏ đây em còn sót là size 40 nha mấy chị ơi, chốt cho em mã đỏ 40. Lên cho em mã đỏ 40 cho em này, chốt cho em mã đỏ 40. Chị nào mà chưa hôm nay có đơn này, cố gắng chốt cho em này, cho đủ đơn, gộp đơn với lại chưa cho đủ đơn này. Rồi con này là size 40 mặc vừa cho em à. Rồi A01 36 chị Hoàng Cao này, hòa hàng cao này. A01 36 chị Nguyễn Thu Thủy này. A01 36 chị Nguyễn Thu Thủy dáng chốt cho em nhá chị Nguyễn Thu Thủy ơi. Đây, cho chị Nguyễn Thu Thủy này. Dáng chốt đủ đơn nha chị Nguyễn Thu Thủy ơi. Rồi, lên trên mã đỏ 40 cho em nha mọi người, rất là đẹp luôn cho em nha mọi người ơi. Sò lên đã rất là thích rồi, nói chi là mặc đúng không mọi người ơi. Đây, phần phía trong là thấm hút mồ hôi như này cho em nha mọi người nha. Rồi đỏ 40 cho em này cho chị Cúc Đặng. Đỏ 40 cho chị Cúc Đặng này. Đỏ 40 Cúc Đặng. A01 36 Nguyễn Thu Thủy dáng chốt cho em thêm 2 chiếc nữa đủ đơn nha chị ơi. Rồi, lên cho chị mã khác nha. Lên cho chị màu đen đi ạ. Màu đen này em chỉ còn đúng duy nhất một chiếc. À đây cái kia, chị. Rồi để lát rồi em lên cái đen này. Đỏ 40 em hết rồi chị ơi, đỏ 40 em hết rồi. Đen kia. Còn nữa đó, trong đóng từ từ đó. Rồi, em lên mã đen này mọi người. Không, cái đen kia rồi. Rồi em lên mã đen này này. Con này y chang chất liệu vải hồi nãy nha mọi người. Y chang chất liệu vải hồi nãy nha mọi người nha. Đây, rất là đẹp luôn cho em vào mềm mịn nhá. Em mặc lên cho chị một chiếc này. Trời ơi, bữa hôm nay rất là ngon luôn mấy chị ơi. Bữa hôm nay rất là dài và ngon. 38 này, à lộn, mà đen cho em nào. Mà đen bao nhiêu một chiếc? Dạ 29 ngàn một chiếc thôi chị ơi. Rồi con này em có size 38 này. Em có size 38 cho em này. Em có size 38 thôi mấy chị ơi. Nhanh tay thì được, chị nào mà size 38 này. Đồ ôi, ba cái và size 38 hết nhá. 38 mặc vừa lên cho em mà đen cho em nào. 38 mặc vừa lên trên mặt đen trên này. 38 mặc vừa chốt trên mặt đen này. Nhanh tay thì được mấy chị ơi. 38 mặc vừa lên trên mặt đen đây các chị ơi. 5 phân rưỡi cho em nha mấy chị ơi. Rất là dày cho em như này, không có gọng các chị ơi. Đây chất liệu cho em nè. Vải rất là mềm mịn cho em như này, họa tiết là hoa như này cho em nha mọi người ơi. 38 đen nhanh tay thì được các chị ơi. Chị nào mà mặc 38 thì hốt đền con này cho em ạ. 38 đen. 38 đen kèm mã kèm số điện thoại cho em nào. 38 đen. 38 đen nhanh tay thì được mấy chị ơi.
38 đen kèm mã kèm sổ cho em là rất là dài luôn chị Kim Cúc ơi, cái này chị không vừa rồi. 38 đen chị Anh Vân một chiếc nè. 38 đen chị Anh Vân một chiếc nha. Rồi, cứ comment mã kèm số điện thoại cho em nào. Rồi, đen đỏ hồng 38 rồi đơn đen đỏ hồng. Đồ đen cho chị Băng Khánh một con. Đen cho chị Băng Khánh một con, không có đỏ. Trời ơi, đỏ 38 để lát rồi em lên mã khác cho mình nha. Rồi mã đen 38 này, đã đen 38 chị đen 38 chị Bình An rồi, em hết đen 38. Dạ không có đen 34, không có đen 34. Lên cho chị một con trắng này. Trời ơi, cái kiện hôm nay được 3 con trắng luôn rồi trời ơi. Con này có gọng mút mỏng chim. Con này có gọng mút mỏng size 36 mắc vừa, đen 38 hết. Để lên lát để em sẽ lên mã khác cho chị. Rồi, lên cho chị đây, một con trắng size 3. Con này là size 333. 36 mắc vừa. Đen 38 hết rồi. 36 mặc vừa, một con trắng siêu đẹp có gọng trên mà nó cho em đến nước đây. Rồi lên cho em mà con này có gọng luôn nha mọi người. Con này có gọng mút mỏng, lên cho em mà trắng nha mọi người. Size 36 mặc vừa mút mỏng cho em. 36 mặc vừa mút mỏng, lên cho em mà trắng con này cho em nào. 36 mặc vừa là mút mỏng. Chị nào lấy comment chốt cho em mà trắng nhá. 36 mặc vừa là mút mỏng. Chị yêu nào lấy con này chốt cho em mà trắng này. Trắng 36 nha mấy chị ơi. Vậy có hồng đen nhỉ? Mới có hồng đen nhỉ? Băng Khánh được Băng Khánh được mấy con rồi chị? Rồi trắng 36 cho em nè hả? Hai con. Hai con đen với lại hồng đúng không? À chị Băng Khánh mới được hai con thôi chị ơi. Rồi chị nào lấy con này chốt cho em nè. Lên cho em mã trắng nha mấy chị ơi. Trắng 36 cho em nào. Trắng 36 kèm mã kèm số cho em mã trắng 36 chị Đặng Vân này. Trắng 36 chị Đặng Vân gì mà có đơn này, chốt đủ đơn luôn cho em chị Đặng Vân ơi. Em lên tiếp mã cho chị đây một con màu sáng cho em nha mấy chị ơi. Lên cho chị một con màu sáng này. Một con màu sáng đẹp cho em nào mấy chị ơi. Rồi, cái này là size 36 này. Mốt 3 phân rưỡi cho em nha mấy chị ơi. Cho chị Đặng Vân rồi. Mà trắng chị Đặng Vân rồi. Con này màu sáng luôn cho em nha mấy chị ơi. Con này như kiểu màu sáng 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 này. Không phải màu trắng. Màu nói chung là màu sáng. Rồi con này em có size 36 này. Lên cho em mà A02 nào. A02 kèm A02 đi ạ. Có size 36 thôi thì phải. Rồi em có size 34 với lại 36 thôi. Em có 34 với lại 36 thôi. Lên cho em mà A02 nào. Lên cho em mà A02 34 hoặc là 36 cho em. Lên trên mã A02 34 hoặc là 36 đúng duy nhất một chiếc là size 34 thôi. Rồi, Tuyên Trương đủ đơn rồi đúng không? Tuyên Trương đủ đơn rồi. Tuyên Trương đủ đơn rồi nè. Hàng Cao Ngọc Trinh nè. Rồi chị Trần Thu Hà chốt đủ đơn cho em nè. Đặng Vân chốt đủ đơn, Nguyễn Thu Thủy nè. Chốt đủ đơn cho em nè. Chị Băng Khánh chốt đủ đơn và chị Hưng Ly chốt đủ đơn cho em nè. Rồi lên trên mã A02 nha mọi người. Em có hai size 34 và 36 cho em. Đúng duy nhất một chiếc 34, chị nào nhanh tay thì được 34 nè. Lên trên mã A02 này rất là đẹp luôn cho em nha mọi người ơi. Đây các chị nhìn này. Rất là mềm mịn cho em đây, họa tiết đây các chị ơi, rất là đẹp luôn cho em đây. Đường viền cho em là họa tiết toàn bộ là ren như này hết cho em nha mọi chị ơi. Đây. Chị nào lấy comment chốt cho em A02 34 hoặc là 34 hoặc là 36 cho em ạ. A02 34 hoặc 36 kèm size cho em chị Ngọc Trinh Trương ơi. A02 kèm size ạ. Rồi A02 36 Ngọc Trinh Trương. A02 36 Ngọc Trinh Trương. Rồi em còn A02. Chị nào lấy comment chốt cho em A02 kèm size 34 hoặc là 36. Em chỉ còn đúng duy nhất một con 34 thôi nè. A02 Nguyễn Thu Thủy là size gì? Size gì? Nguyễn Thu Thủy là size gì ta? Nguyễn Thu Thủy size gì chế ơi? Nguyễn Thu Thủy size 36 hả? Rồi Nguyễn Thu Thủy size 36 nè. Rồi Nguyễn Thu Thủy size 36 nè. Rồi Nguyễn Thu Thủy size 36 em còn size 34 thôi. Nguyễn Thu Thủy size 36 này. Rồi A02 Hương Ly hết. A02 Hương Ly dồn đơn hết. Rồi tiếp tục lên mã cho chị đây. Một con siêu đẹp như này cho em nè mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn cho em nè. Hay như này. Con này cũng mã này cũng lên rồi hay. 36 này. Rồi. Có 36 này. Chốt cho em mã A03 con này 36 38 này. Em có 36 38 34 36 38 này. 34, 36, 38 chốt cho em mà A03 rất là đẹp luôn cho em này. Ren nha mọi người ơi. Ren cho em mà A01, A02 em hết rồi đúng không? A02 hết đúng không? A02 em hết hàng nha mọi người ơi. Trời ơi. 34, 36 và 38 cho em nha mọi người ơi. Lên cho em mà A03, 34, 36, 38 cho em này. Rất là đẹp luôn cho em này. Mốt dài 3 phân rưỡi cho em này các chị ơi. Rồi ok chị Nguyễn Thu Thủy em chốt rồi. 34, 36 và 38 cho em này các chị yêu ơi. Kiểu dạng ren cho em như này các chị yêu này. Kiểu dạng ren cho em các chị nhìn gần kia này. Kiểu dạng ren cho em như này rất là đẹp luôn. A0338 chị Thanh Loan. A0338 chị Thanh Loan. Chị nào lấy con là chốt cho em A03 này. A03 kèm size cho em nha mấy chị ơi. A03 kèm size này. A0338 chị Thanh Loan này. Rất là đẹp luôn các chị ơi. Cho chị Thanh Loan này 38 này. Hình như là có đúng duy nhất một con 38 hay sao á.
có đơn rồi, có đơn rồi. Đang tìm con đen này nữa này. Nãy rồi 38 chị Thanh Loan này, 38 chị Thanh Loan. Rồi cứ comment mã kèm sai cho em nào mà trời ơi. 36, em còn 36 với lại 34. 38 chị Thanh Loan rồi. Em còn 36 34 này. 34 này, cái này 34 này. 34 36 á. Em còn 34 và 36 thôi, em còn 34 và 36 thôi. Em hết 38, em hết 3 hoặc A03 38 rồi, em còn 34 với lại 36 á. Rồi lên cho chị một con đỏ này. A03 38 em hết rồi mày trẻ ơi, A03 38 em hết rồi. Rồi lên cho chị một con đỏ đúng duy nhất con này thôi mày trẻ ơi, đúng duy nhất con này thôi, không có con thứ hai. Rồi, A03 36 chị thông trần chốt đủ đơn luôn cho em nào. Chị thông trần chốt đủ đơn à. A03 38 em hết hàng nha mày trẻ ơi. Rồi lên cho chị một con đỏ đẹp nha mọi người ơi. Sa 36 mắc vừa, chị nào mà sa 36 thì hốt liền con này cho em. Rồi A03 36 Nguyễn Thu Thủy dồn đơn. Đây Nguyễn Thu Thủy dồn đơn này. 36 mắc vừa đỏ đô cho em nha mày trời ơi, rất là đẹp luôn cho em ạ, màu đỏ rượu nha các trời ơi. 36 mắc vừa là mút mỏng chốt cho em đỏ đô, hàng mới 100% hàng xuất Nhật cho em nha mày trời ơi. Các chị khỏi lo nha. Chỉ có 29k thôi, ở đâu rẻ bằng các trời ơi. Mua 3 chiếc các chị, mua 3 chiếc là bao nhiêu ngàn ta? Chưa tới 90 ngàn. Mua 3 chiếc, 1 chiếc là 29k mà 3 chiếc là bao nhiêu nghìn rồi? 3 chiếc có 87 nghìn thôi, 87 nghìn cộng với lại 30 nghìn tiền ship có 100 mấy chục nghìn, chưa tới 120. Chưa tối 120 mà các chị được 3 cái chiếc áo ngực rất là siêu đẹp như này cho em nào. Rồi 36 đỏ này, 36 đỏ các chị ơi, cho chị Trần 7. 36 đỏ chị Trần 7. Em hết A03 rồi chị ơi, em hết A03 36 rồi. Em chỉ còn A03 với lại 34, em chỉ còn A03 34 thôi. Em chỉ còn A03 34 thôi. Rồi con này cũng đỏ, còn đúng duy nhất một chiếc thôi. Con này em còn đúng duy nhất một chiếc này thôi nha mọi người, màu xanh này. Đỏ đôi em hết rồi của chị Trần 7 rồi nha. 38 mắc vừa trên em nè, 38 mắc vừa. 38 mắc vừa 3 phân rưỡi trên em nè, 38 mắc vừa 3 phân rưỡi trên em nè. 38 mắc vừa 3 phân rưỡi này, mắt đỏ đô em hết. 38 mắc vừa 3 phân rưỡi A105. 38 mắc vừa 3 phân rưỡi A105, 38 mắc vừa 3 phân rưỡi A105 này. Chốt cho em A105, 38 mắc vừa 3 phân rưỡi A105 cho em nè. Chốt cho em A105 nha mấy chị ơi, lên cho em A105. A105 kèm mã kèm số cho em ạ. Đây 38 đỏ đây mấy chị ơi. 38 đỏ có gặp bà mút mỏng cho em. Chị nào lấy comment chốt cho em đỏ 38 này. 38 đỏ các chị ơi, chốt cho em A195 đi ạ. A195 đỏ có đấy. Lên cho em A195. Còn nãy em lên hết rồi. Còn số. Lên cho em A195 cho em nào. Chốt cho em A195 sao 38 mắc vừa cho em nào. Lấy cho em cái này đây. 38 mắc vừa. Lên cho em A195. 38 mắc vừa A195. 105 hả? 105 nào. 105 này, 105 cho chị Bình An. 105 kia chị Bình An. Rồi 38 đỏ 195 nha mấy chị ơi. 38 đỏ 195 này. Rồi em chỉ còn 38 này, 38105 à 38195 thôi. Con này có gọng và bút mỏng trên à. Rồi. Lên cho chị một con mã hồng này các chị ơi. Con này như kiểu dạng bra cho em nào mấy chị ơi, như kiểu dạng bra này. 38 mắc vừa con này cho em nè mấy chị ơi. 34 với lại 38 này, em có sao 34 với lại 38 này. Mút sâu, mút sâu, mút mỏng nhưng mút sâu cái trời ơi. Tạo độ khe cho cái bầu ngực của mình luôn mấy chị ơi, tạo bộ khe bầu ngực của mình luôn cái trời ơi. Đây, rất là đẹp luôn cho em nè. 195 cho chị Anh Vân dồn đơn. Rồi lên cho em mã hồng kèm mã kèm số cho em nè. Kèm size luôn cho em mấy chị ơi, em có đúng 2 size 34 và 38 cho em thì nào nhanh tay thì được. Em có đúng 2 size 34 và 38 cho em. Đây tạo độ khe bầu ngực của mình. Nhìn bầu ngực của mình nâng lên các chị ơi. Nhìn rất là đẹp và cuốn rũ cho em nè. Rồi lên cho em mã hồng nha mấy chị ơi. Đây rất là lên cho em mã hồng. Toàn bộ là lên như này cho em ạ. Đây tạo vòng khe cho mình nhá. Rất là đẹp luôn nha. 38 đe 38 hồng chị Kim Cúc nè. 195 em hết rồi. 38 hồng chị Kim Cúc nha. Em còn 38 34 nè. À lộn, em còn hồng 34. Em chỉ còn hồng 34, 38 hồng chị Kim Cúc rồi nha. Em chỉ còn hồng 34, Đạm Vân này chốt đủ đơn luôn cho em chị ơi. 195 em hết rồi nha. Rồi em chỉ còn này, em chỉ còn mã hồng 34 thôi. Chị nào lấy comment chốt cho em mã hồng 34. 34 hồng chị Hương Ly dồn đơn này. 34 hồng chị Hương Ly. Rồi tiếp tục lên cho chị một con mã đỏ này các chị ơi. Em con này em có đúng 2 con thôi. Em chỉ còn đúng 2 con là size nhỏ này, 32 này, 32 và 34 cho em nào. 32 và 34 cho em nào. Hồng à, hồng hết rồi đúng không? Em chỉ còn 34 thôi mày chơi, em chỉ còn 34 thôi nhá. Em chỉ còn 32, 34 con này lên cho em mã đỏ cho em nè. Mút con này dài tới 2 phân rưỡi cho em. Mút dài 2 phân rưỡi lên cho em mã A03 đi, A04 đi ạ. Lên cho em mã A04, 32 hoặc 34 cho em nè. Lên cho em mã A04, 32 hoặc 34 rất là đẹp luôn cho em ạ. Mút dài 2 phân rưỡi cho em. Lên cho em mã A04, 32 hoặc là 34 cho em A04, 32 hoặc 34 cho em nè.
A0432 hoặc là 34 rồi lên cho chị một con tím đấy. Con tím này em có size 34 này, em có size 34 nhá. Em chỉ có size 34 thôi. A04 kèm size cho em nào mày trời ơi. Rồi con này lên cho em mà tím A0434 chị Hương Ly. A0434 chị Hương Ly em còn size 32 thôi. A0432 chị Tuyết Giao lên lại sổ cho em, chị Tuyết Giao ơi có đơn chưa? Có đơn rồi. Tuyết Giao ạ. Có đơn rồi. Rồi ok 32 chị Tuyết Giao. Rồi con này em chỉ có đúng size 34 lên cho em mà tím 12 phân rưỡi. Con này cũng y chang cái con đỏ hồi nãy chị khác măng thôi mà chị ơi. Lên cho em mà tím kèm sổ, kèm sổ cho em mẹ còn đúng duy nhất một size 34. Tuyết Giao. Tuyết Giao lên sổ cho em chị Tuyết Giao ơi. Lên sổ cho em này. Em có size 32 và 34 cho em à. Con này em có size 32 và 34. Tuyết Giao ơi chốt con này cho luôn đi cho đủ đơn này. Em có size 32 và lại 34 tại vì cái size 32 bây giờ kiếm cũng hơi khó này. 32 và 34 cho em đa phần là 234 là nhiều. 32 34 này Tuyết Giao lên lại sổ cho em nào. Rồi, tìm 34 này, tìm 34 à, tìm 34 cho chị Hương Ly này. Tìm 34 chị Hương Ly một con này. Tuyết Giao lên sổ cho em chị Tuyết Giao rồi. Ok chị Tuyết Giao chốt tím luôn đi chị Tuyết Giao ơi. Rồi tìm 34 Võ Thu Huyền. Tìm 34 Võ Thu Huyền. Võ Thu Huyền dồn đơn. Rồi em còn tìm 32 thôi mình chờ ơi, em còn tìm 32 chị nào lấy các bạn chốt cho em mà tìm 32. Em lên cho chị một con quả nu này. Rồi. Lên cho chị một con quả nu bao đẹp luôn mà nha mấy chị ơi, con này size 34 mặc vừa chưa này, nhiều size 34 quá. Toàn là cái size của mình không à. 34 mặc vừa một con nu này, họa tiết như này cho em là rất là đẹp luôn cho em ạ. 34 mặc vừa nha mấy chị ơi. Rồi 34 mặc vừa cho em nào mấy chị ơi, 34 mặc vừa mút 3 phân rưỡi cho em nào. 34 mặc vừa mút 3 phân rưỡi cho em nào. 34 mặc vừa mút 3 phân rưỡi lên cho em A406 ạ. Lên cho em A406 34 mặc vừa mút 2 phân rưỡi cho em nào. 3 phân rưỡi cho em nào. Lên trên mà A406 rất là đẹp luôn. Trên là A406 có một đúng mã trên A406 này mấy chị ơi. Lên trên mà A406 này. A406 này. Rồi A406 á, A406 có một đúng mã trên nào. A406 nhá mọi người. A406 kèm mã kèm số trên mạng. Rồi con xanh đây, xanh đen đây em còn này mấy chị ơi. Xanh đen đây em còn này. Con này giống cái con đỏ này. 406 có mà đúng mà cho em 406 nha mọi người. Con này size 36 mặc vừa trên này. 34 chứ con này 34 mặc vừa. Một con xanh đen 34 mặc vừa lên trên mà xanh đen trên này. 34 mặc vừa lên trên mà xanh đen con này cho em nào. 34 mặc vừa xanh đen. Rồi 406 Võ Thu Hiền. 406 Võ Thu Hiền. 34 36 mặc 34 mặc vừa trên mà. Chị nào lấy con bằng chốt chị mà xanh đen. Như kiểu dạng bra này 34 mặc vừa lên trên mà xanh đen này. 34 là mặc vừa lên trên mà xanh đen kèm mã kèm số cho em nhá. Chốt trên mà xanh đen 34 mặc vừa xanh đen trên nào. Nhanh tay thì được cái chơi lên trên mặt xanh đen. 34 mặc vừa lên trên mặt xanh đen. Mút rất là mềm mịn cho em nha mọi người ơi. 34 mặc vừa xanh đen. Em lên cho chị một con quả này. Như kiểu dạng mà vải da nha. Cái chơi rất là đẹp luôn cho em ạ. Đúng duy nhất một con nhanh tay thì được. Con này là bạn nhỏ cho em mình chế ơi. Bạn nhỏ nha. Đây một con đã bạn nhỏ này. Xanh đen này. Xanh đen em còn. Trời ơi lên trên mặt xinh cho em ạ. Size 34-36 mặc vừa trên nào. Size 34-36 mặc vừa trên mạng. Chốt trên mặt đỏ này. Đây một con kiểu rất là đẹp luôn trên mạng. Chị nào mà thích kiểu phá cách này các chị ơi. Xanh đen cho chị Duyên Lê này. Ghi Duyên Lê con đơn hồi trưa luôn. Rồi con này chị nào lấy con này chốt trên mặt đỏ. Và kèm luôn số trên mạng. Lê trên mặt đỏ 34 và 36 mặc vừa trên mạng. Như kiểu giải vào da nhá. Chị nào mà thích cái kiểu mà chị nào mà hay đi bar hoặc là đi này kia mặc con này thôi cũng được này các cháu. Rất là đẹp luôn trên này. Chị nào thích kiểu phá cách nha. Lên trên mặt đỏ này như kiểu vải da như các cháu, như kiểu vải da trên à. Chúng có 29 cao thôi mình trời ơi, đã có một chiếc áo ngực rất là siêu đẹp như này cho em à. Rồi lên trên mặt đỏ kèm luôn sổ cho em nào mình trời ơi, chốt trên mặt đỏ nha. Đỏ kèm mã kèm sổ cho em nào. Em lên chốt chị một con xanh này. Lên chốt chị một con xanh 34 mặc vừa. 34 mặc vừa mút 3 phân rưỡi cho em nào. 34 mặc vừa mút 3 phân rưỡi lên trên mặt xanh. 34 mặc vừa mút 3 phân rưỡi mặc chỉ có nâng thôi mình chờ ơi. 34 mặc vừa mút 3 phân rưỡi cho em nào. Lên trên mặt xanh này. 34 mặc vừa mút 3 phân rưỡi lên trên mặt xanh. 34 mặc vừa mút 3 phân rưỡi lên trên mặt xanh này. 34 mặc vừa mút 3 phân rưỡi cho em nào. Chấm bài lên trên nào mình chờ ơi. 34 mặc vừa mút 3 phân rưỡi lên trên mặt xanh này. Chốt trên mặt xanh. 34 mặc vừa mã xanh này, chốt trên mặt xanh này. 34 mặc vừa mút 3 phân rưỡi lên trên mặt xanh này. Lên trên mà xanh cái chơi chốt trên mà xanh chấm mai lên trên mà. Ủa các chị đi đâu hết trơn rồi. Chị nào chưa đủ đơn này Tuyết Sao chưa đủ đơn Trần Thu Hà hàng cao này. Rồi Thông Trần này, Băng Khanh này. Rồi Đặng Vân này chưa đủ đơn mày trời ơi. Rồi mắt đỏ chị Lợi Huỳnh. Mắt đỏ chị Lợi Huỳnh. Đỏ chị Lợi Huỳnh này. Rồi chấm mai lên trên nào mày trời ơi. Đỏ chị Lợi Huỳnh.
À chắc là bên em á chị ơi, tại vì em cũng chả nhớ số đuôi là bao nhiêu cả, tại vì nhiều máy quá nên chả nhớ số đuôi bao nhiêu đâu. À không thì tại vì chị cũng là khách cũ hay sao á, nên là không sao, để lúc mai nha. Rồi mà xanh này, mà xanh cho chị Kim Tú này, mà xanh chị Kim Tú rồi mà có đơn, chốt đủ đơn luôn cho em nào. Rồi chị Kim Tú này chốt đủ đơn luôn cho em nha chị Kim Tú ơi. Không thì chị nhắn tin cái số mà điện chị á, nhắn tin cái số đó. Kêu điện lại cho chị. Bên em gọi chị thì được, nhưng mà các chị gọi cho bên em rất là khó luôn, rất là khó bắt máy luôn, tại vì bên em gọi cho khách tiên hồ luôn á, nên là có rất là khó cho bên em để nghe máy. Nên là chị nào mà có đơn hàng bên em cố gắng nghe máy giúp em, còn nếu mà chị nào mà không nghe được á, thấy cục cỏ nhỡ thì các chị nhắn tin lại cái số đó, nhắn tin lại cái số đó chốt hàng cho mình nha, và nói tên Facebook của chị để biết bên em biết nhá. Chứ còn không mà các chị không cái chị nhắn không thôi mà không báo cái tên Facebook của chị, rất là nhiều khách luôn mà không báo tên Facebook của chị là không biết là khách nào luôn nha, tại vì nhiều khách mà. Rồi con này size 34 mặc vừa cho em nào mà chị ơi, size 34 mặc vừa, một con hồng 34 mặc vừa, 34 mặc vừa 3 phân, 34 mặc vừa 3 phân. A142 34 mặc vừa 3 phân, A142 này. 34 mặc vừa 3 phân chốt cho em A142 nha. Rồi 34 mặc vừa 3 phân A142 trên này chốt cho em A142. A142 này, 34 mặc vừa 3 phân A142. Trưa nay like rồi chị ơi, A142 chốt cho em A142 để mai, không biết mai chắc mai like lại nè. 34 mặc vừa này. 34 mặc vừa một con xanh, 34 mặc vừa nha mấy chị ơi, 34 mặc vừa một con xanh ren trên là mút mỏng. 34 mặc vừa là mút mỏng chốt trên mặt xanh này, 34 mặc vừa là mút mỏng chốt trên mặt xanh này, chốt trên mặt xanh nha mấy chị ơi. Lại thử mà. À có A142 có A gì đó. A142 hàng cao dồn. Lên màu đen đây chị ơi. Bây giờ các chị bắt đầu yên ắng rồi đấy. Làm em buồn hiu. 34 mặc vừa đây, màu đen 34 mặc vừa. À mất cái dây này. Dục luôn đi, em để đây tới dục gom cho nữa à. Rồi lên cho chị con này còn 2 con này mày chị ơi, con này còn 2 con nè. 32. Con này em chỉ còn 32 thôi. Là cái điều hồi nãy mình giờ nghĩ là áp ảnh luôn rồi. Đây, mình đang chỉ được đây nè. Nhờ của áo ảnh luôn cái tay luôn mà. Ngư nổi chứ gà. Rồi 32 mặc vừa lên trên mặt đẹp. 32 mặc vừa còn đúng 2 con thôi. 32 mặc vừa lên trên mặt đẹp. Các cháu ơi 32 là mặc vừa. Rồi 32 mặc vừa lên trên mặt đẹp. Con này cho em còn đúng 2 xa. À còn đúng 2, đúng 1 con này thôi. 42 em hết rồi. Lên trên mặt đẹp 32 mặc vừa lên trên mặt đẹp. 32 là mặc vừa lên trên mặt đẹp chưa nào. 32 mặc vừa chốt trên mặt đẹp nha. Rồi 32 mặc vừa lên trên mặt đẹp. Rồi đem cho chị con này size 32 luôn cho em này. Size 32 mặc vừa nha mọi người ơi, cho size trên mã hồng này. 32 mặc vừa lên trên mã hồng nha. 32 là mặc vừa lên trên mã hồng rất là đẹp luôn cho em như này. 32 mặc vừa chốt trên mã hồng. 32 là mặc vừa chốt trên mã hồng. Rồi 32 này, chị nào có size 32 thì hôm nay tranh thủ chốt đi nè. Tuyết sao ơi, size 32 đâu. Lên trên mã vàng, 32 mặc vừa chốt trên mã vàng này. 32 mặc vừa lên trên mã vàng này. Rồi mã hồng hả? Mã hồng nào? Đây hả? Hồng Vi Huỳnh này, chốt đủ đơn la cha chị ơi. Hồng Vi Huỳnh chốt đủ đơn này. 32 mặc vừa trên mã vàng nha các cháu ơi, 32 mặc vừa này. 32 mặc vừa 4 phân chốt trên mã vàng, 32 mặc vừa 4 phân vàng này. 32 mặc vừa 4 phân chốt trên mã vàng nhá, vàng kèm số trên nào. Vàng. 38 mặc vừa mút mỏng đâu rồi chị Kim Huệ ơi? 38 mặc vừa mút mỏng này. 38 mắc vừa mút mỏng trên mặt chốt trên mặt nu. 38 mắc vừa. Rồi 38 mắc vừa là mút mỏng chốt trên mặt nu. 38 mắc vừa mút mỏng. Đây 38 đây mút mỏng. Chốt đâu Kim Cúc. Gọi tên lộn Kim Hội. Kim Cúc ơi đây 38 mắc vừa mút mỏng đây chế. Đây trên mặt nu. Có đơn lúc chưa hả, đơn gì chế ơi. Nu cho chị Kim Cúc dồn đơn. Vàng Lê Chi chốt hàng lên số luôn cho em nào. Vàng Lê Chi chốt hàng lên số cho em luôn nhá. Rồi, lên cho chị một con quả hồng. Bưởi hồng đây, bưởi hồng đây, người ta gọi bưởi hồng đây. Bưởi hồng rất là thơm. 38. 38. Rồi, mà nu hả? Mà nu còn không? Rồi, mã vàng này. Mã vàng Lê Chi chốt hàng lên số luôn cho em chị ơi. Rồi, có phải 38 thôi. Bữa nào có 38 thôi nè. 1 năm phân rưỡi luôn xem nào.
ba tà mắt vừa lên che mã hồng, ba tà mắt vừa cho che mã hồng. Rồi hồng 38 nha mấy chị ơi, mút 5 phân rưỡi cho nào. Hồng 38 ok chị Lê Chi. Hồng 38 nhanh tay, có đúng 4 con, 4 con 5 con gì nè. Hồng 38 nhanh tay nha mấy chị ơi, hồng 38 nhá. Rồi lên trên mã hồng 38. Hồng 38 nhanh tay và chốt liền trên này. Rồi hồng 38 chị Duyên Lê này. Hồng 38 chị Duyên Lê. Hồng 38 chị Bình An. Hồng 38 chị Hàng Cao. Rồi còn một hồng 38 cho chị Duyên Lê này, cho Hàng Cao, cho chị Bình An. Bình An đó. Ừ. Bình An. Cho chị Duyên Lê. Chưa? Cho chị Hàng Cao. Rồi còn một con 38 thôi. Hôm qua chốt không thấy gọi. Bên em đang điện chị Oanh Dương ơi. Bên em đang điện. Đang điện tối nay luôn á. Rồi đây hồng nhá, hồng 38 này em còn. Em còn một chiếc. Hồng 38 em còn một chiếc thôi. Rồi hồng 38 nha mấy chị ơi, hồng 38 nhá. Lên cho chị một con là size 40 cho em nào. Size 40 là mặc vừa cho em nào mấy chị ơi, size 40 là mặc vừa cho em này. Đây size 40 là mặc vừa, chốt cho em mà to này, nhanh tay cho em nào. Size 40 mặc vừa bút sâu cho em là 3 size 40 hồng 38 Trần Xuân Thảo dồn đơn. Rồi hết hồng 38. Size 40 mặc vừa chốt cho em mà to. Trời ơi, lên đen đi người yêu. Bây giờ đen em đen kiếm đen 34 cho em cái. Rồi ok, đen 34 em kiếm cho nè. À, mẫu có cúp không gái, cúp ngực á hả? Rồi mã to này, mã to nha, mã to này. Lên cho mã to, Loan Hương có đơn chưa ta? Loan Hương chưa. Loan Hương chưa phải không? Loan Hương kia bọc Loan Hương để đây. Chị kiếm của ai đó? Trần Xuân Thảo. Trần Xuân Thảo có đơn rồi. Rồi, cái này của Loan Hương để bọc sang bên. Loan Hương này. Rồi ok này, để em xíu nhá chị Hồng Nguyễn ơi, để em cho chị kia kiếm đã có đơn đập nút chưa rồi nha chị. Em chả nhớ đâu, nhiều khách quen chả nhớ nữa. Mà to của chị kia rồi, của chị Loan Hương rồi. To Loan Hương. Rồi. Trời ơi, sót một con mày chế. Một con đỏ 40 sót một con, chị kiếm cho em cái size 34 đen à 36 đen chứ. 34 đen, 36 đen nhiều được. 34 đen. Hồng Nguyễn là 34 đen. Size 40 nhanh tay các chị ơi, còn đúng duy nhất một con thôi, lên trên mặt đỏ nha. Thấy chị Dung Nguyễn nhưng mà chị chốt sau chị ơi. Rồi size 40 mặc vừa chốt trên mặt đen. À lộn, chốt trên mặt đỏ. Size 40 là mặc vừa lên trên mặt đỏ. Đây rất là đẹp luôn cho em. Size 40 đỏ. Hả? 75 34. Rồi đỏ 40 các chị ơi. À chị Dung Nguyễn chị sau ấy chị ơi. Rồi nhanh tay được nè mà chị ơi, đỏ 40 cho em này. Đỏ 40 cho em này, đỏ 40 chị Cúc Đạn. Đỏ 40 Cúc Đạn dồn đơn này. Đây, đen 34 đây người đẹp. Đen 34 đây người yêu. Đen 34 đây, chị ơi, có gọng cho em. Đen 34 có gọng lên cho em mã hoa. Đen 34 có gọng lên cho em mã hoa nha các chị ơi. Đây có gọng cho em là mút này. Mút cỡ tầm 2 phân rưỡi cho em, mút 2 phân rưỡi cho em chốt cho em mã hoa. 34 là mặc vừa lên cho em mã hoa rất là đẹp và mút sâu cho em nha mấy chị ơi. Đây mút sâu, mút căng bóng cho em ạ. Hả? Cúc Đạn. Rồi. Đẹp nhức nhói, em còn nhức nhói hơn trẻ ơi. Rồi lên trên mã hoa đây mấy chị ơi. Em sờ lên à. Trời ơi, cái này em cũng sờ hết rồi này các chị ơi, rất là mềm mịn cho em nào. Rồi mã hoa nhá, mã hoa này, 34 mặc vừa này. Rồi mã hoa 34 cho chị Tuyết Giao. Hoa 34 chị Tuyết Giao. Chị Duyên Lê sau. Hoa 34 cho chị Tuyết Giao. Lên cho chị một con đen 34 cho con này đi chị Duyên Lê này. Đen hoa hết rồi. 34 mặc vừa cho em nào mày chị ơi. 34 mặc vừa nha, một con đen đẹp. 34 mặc vừa cho em nào. 34 mặc vừa mút mỏng nha. 34 mặc vừa mút mỏng đây. Hoa hết. Bây giờ mà chỉ đợi 5 phân hết không có đấy chị ơi. Đen 34 5 phân không có đấy. Rồi đen mút mỏng cho em A576 cho con này đi chị này. Chị Duyên Lê này. A576 A576 này. Sao 34 mặc vừa A576 mút mỏng cho em. A576 nhé. A576 cho em nào. Chốt cho em A576 nhé. A576. Rồi lên cho chị một con siêu đẹp. Đâu rồi cái chị giờ đâu. À đây. Mà hoa em đây. Em hết rồi.
Rồi con này đẹp nhức nhối luôn nha mày chéo ơi. Đây, đẹp nhức nhối. Đẹp đau tim. Sao chị Hồng Nhi Nguyễn đang có thấy chị hỏi gì đâu? Lên cho chị một con bra đỏ. Trời ơi đẹp lắm luôn nha mọi người. 576 kem đi Nguyễn này chốt đủ đơn cho em nào. Ừ. Size 40 mặc vừa nhanh tay chốt vào liền cho em ạ. Ren, size 40 mặc vừa lên cho em ạ Ren này. Size 40 mặc vừa lên cho em ạ Ren. Mỏi tay mà chả được chốt. Chị chốt sau chị Hà Huệ ơi. Rồi có cái nào Hà Huy Hệ chốt sau rồi. Có cái nào 34 mà 5 phân không? 34 mà 5 phân, màu khác được không? Chị Hồng Nguyễn ơi, màu khác được không? Chứ còn mà chị bắt buộc màu đen là không có rồi này. Hết màu đen rồi nha. Rồi con này size 40 mặc vừa lên trên mặt ren. Rất là đẹp, đẹp nhức nhối luôn cho em nào. Chốt trên mặt ren. 34 mặc 40 mặc vừa mút mỏng cho em nào. Chốt trên mặt ren. 40 mặc vừa là mút mỏng cho em nào. 40 là mặc vừa là mút mỏng. Chốt trên mặt ren cho chị Tuyết Bùi đầu tiên. Mà đen chị Tuyết Bùi hay như để bên này rồi. Rồi cho chị Tuyết Bùi rồi. Để sang bên này luôn, có đơn nào chiếu. Màu sắc cũng được, màu khác cũng được. Cái size 34 màu khác cũng được, nhưng mà phải mức dài. Ok, em thử kiếm, em sợ hết rồi nhá. Lên cho chị tím size 36 mặc vừa cho em nào. Mà chiếu ơi, size 36 mặc vừa cho em nào. Một con tím size 36 mặc vừa siêu phẩm cho em. Lên cho em mặt tím 36 mặc vừa mút sâu cho em. Mà chiếu ơi, 36 nó mặc vừa mút sâu, mút mỏng có gọng cho em luôn nào. Mà chiếu ơi, 36 mặc vừa có gọng trên màu mút sâu đây, tạo độ khe cho bầu ngực của mình nhá các chị ơi, tạo độ khe bầu ngực đây rất là đẹp luôn trên mặt. 36 mặc vừa, 36 mặc vừa trên mặt chỉ có nâng thôi mày trời ơi. 36 mặc vừa chị nào lấy con này chốt trên mặt tím nha mọi người nha. 36 mặc vừa lên trên mặt tím có gọng nha các chị ơi, họa tiết ren trên và ren theo như này các chị ơi, rất là đẹp luôn trên mặt. Chị nào lấy con này chốt trên mặt tím. 36 mặc vừa mút sâu cho em nha mày trời ơi. Bản to các chị biết sao không? Các chị mặc bản to như này che được khuyết điểm của mình rất là nhiều luôn mày trời ơi nha. Chị nào mà cái phần lưng mà mở thừa nhiều nha các chị ơi, chị nào mà phần lưng mở thừa nhiều các chị nên mặc cho em mấy cái loại như này nhá. Thấy được sự rõ rệt giữa mà các chị mặc, cái chị mặc mà mút, các chị mặc mà cái bản nhỏ với lại bản to các chị ơi. Bản nhỏ thì nó sẽ thừa rất là nhiều cái vùng mà thịt thừa của mình ha, cái vùng da thừa của mình. Còn các chị nào mà mặc mấy cái bản to như này nó che được khuyết điểm luôn mấy chị ơi. Mình mặc mấy cái đồ ôm nó che được khuyết điểm hẳn cho mình luôn. Nên là chị nào mà cảm thấy mà bị khuyết điểm nhiều quá, khuyết điểm nhiều quá phần lưng của mình, các chị nên mặc cho em như này nha. Rất là thích luôn cho em đảm bảo các chị nào đã từng mặc mấy cái hàng như này và phần vỡ thừa lưng thừa, phần mỡ lưng nhiều là các chị biết rồi ha. Rất là thích luôn cho em ạ. Lợi Huynh có đơn rồi đúng không? Rồi tím cho chị Lợi Huynh này, chị Duyên Lê sau mất rồi, tím chị Lợi Huynh. Tím chị Lợi Huynh là người đầu tiên. Rồi con này size 34 mặc vừa này. Đúng rồi, size 34 mặc vừa. Size 34 mặc vừa em thì là em không thích, em không có mặc được cái bản to, em thì là em mặc bản nhỏ thôi. 34 mặc vừa nha mọi người, 34 mặc vừa. Tại vì cái lưng của em đã nhỏ rồi. 34 mặc vừa cho em nào, đây tạo độ khe cho em luôn nha mọi người ơi. 34 mặc vừa rất là đẹp luôn cho em, chị nào lấy con này chốt cho em ạ, đẹp nha mọi người ơi. 34 mặc vừa lên cho em ạ, đẹp. Dơ lên thôi đã thấy, nói chung là chỉ dơ lên thôi là không nhìn không thấy được cái form, nhìn không thấy được cái độ đẹp nha mọi người. Nhưng mà mặc lên này các chị ơi, mặc lên là đã thấy sang chưa các chị ơi. Lên trên mặt đẹp nè, 34 mặc vừa lên trên mặt đẹp cho chị Duyên Lê nè. Đơn chị Duyên Lê cũng nhiều rồi, ngày mai chị cọc cám cho em cho chị Duyên Lê ơi. Cọc cám cho em rồi em chốt tiếp cho đơn của mình nha. Tại vì đơn của chị cũng nhiều đó, cả đơn gì á, chị chốt đơn hồi chiều á. Bây giờ mà em gom đơn thì đơn của chị cũng nhiều nhá. Đây bên này rồi, đơn của chị mà trên 500k ngày mai chị cọc cám cho em, hoặc là chị chuyển khoản cho em 100% thì em sẽ free ship cho chị nha, chị Duyên Lê nha. Ủa chị Duyên Lê là cổ hay cách mới ta? Mà tím em hết rồi. Ok chị Duyên Lê này. Rồi lên cho chị một con tím nha mọi người. Su đúc cho em phần phía trong như này là su đúc. Phần phía trong cho em là su nha mọi người. Nhưng mà phần phía ngoài cho em là ren phù hợp rất là đẹp luôn cho em các chị ơi. Bản là bản to như này cho em nha các chị ơi. Bản là bản to như này cho em cho được khuyết điểm nha mọi người. Con này size 38 mắc vừa cho em là rất là đẹp luôn cho em ạ. Size 38 mắc vừa một con màu tím ren cho em. Nhìn sơ thôi sơ lên nó không đẹp mấy các chị ơi. Nhưng mà mặc lên này. À chị địa chỉ của Aroro khách cũ hả? Rồi ok chị, là tại vì các chị đổi avatar này em chả nhận ra ai với ai đâu. 38 mắc vừa 3 phân cho em nào. 38 mắc vừa 3 phân nha các chị ơi. Một con siêu đẹp cho em ạ. 38 mắc vừa 3 phân. Phần phía trong cho em là su và phần phía ngoài cho em là ren như này các chị ơi. Chị yêu nào lấy con này chốt đúng mã cho em A129 nha mày chị ơi. Chỉ có 29 ngàn thôi, ở đâu rẻ bằng A129 329k thôi mày chị ơi. A129 cho em. Đây các chị ơi, size 38 mắc vừa cho em ạ. 3 phân cho em ạ. 38 mắc vừa 3 phân A129 comment đúng mã cho em là được các chị ơi. Phần phía trong cho em là su như này, comment đúng mã em chốt hàng các chị ơi. Chị nào mà size 38 mắc vừa 3 phân đây các chị ơi, phần phía ngoài cho em là ren như này, phần phía trước cho em là ren. Còn phần phía trong cho em là su như này. A129 này, size 38 này.
A129 Sa 38, chị Giang Nguyệt đầu tiên comment đúng mã cho em này, em chốt đơn này. Chị Thanh Loan comment sai mã, chị Cúc Đạt là người thứ hai. Xong mới tới chị Kim Cúc nha, xong mới tới chị Hàng Cao, xong mới tới chị Dung Nguyễn, xong mới tới chị Tuyên Lê nha, xong mới tới chị Loan Hương. Em chốt rất là đúng luôn các chị ơi nha, nên là các chị cố gắng đấy. Nên là chị thông cảm cho em sẽ chốt bằng mấy chỗ nha. Chị nào cũng là khách hết. Cho chị Giang Nguyệt là đầu tiên luôn nha. Cho chị Giang Nguyệt là người đầu tiên. Em sẽ chốt đúng mã, tại vì em sẽ biết là cái mã đó là các chị sẽ chốt nhiều. Nên là em sẽ đọc mã dồn cùng cho chị là gì chị ơi. Chị sau ấy, chị Trung Lê, chị Dũng Nguyễn ơi, chị sau á. Rồi em lên cho chị đây một con đẹp nha mọi người, lên cho chị một con đẹp cho em nào. Đây, rất là đẹp luôn cho em như này nha mọi người. Phần phía trong cho em đây, cái chỗ rất là bút mỏng cho em này, nhưng mà phần phía ngoài cho em lại ren. Ren như này mang cực kỳ thích luôn cho em nha mọi người ơi. Con này là để em coi size gì đã. Rồi con này size 38 mắc vừa này, 129 em hết rồi. Size 38 mắc vừa cho em nha mấy chị ơi, size 38 mắc vừa, A592. 38 mắc vừa lên cho em là A592 cho em ạ. 38 mắc vừa là A592, con này có nơ trước luôn các chị ơi. 38 mắc vừa A592 mút mỏng. A592 mút mỏng cho em là A592 cho em ạ. Chốt cho em A592. Rồi lên cho chị một con đỏ size 34 mắc vừa này, 592 cho chị Kim Cúc nè, 592 chị Kim Cúc. 34 mặc vừa con này, mút 3 phân rưỡi, 34 mặc vừa mút 3 phân rưỡi cho em nào. 34 mặc vừa mút 3 phân rưỡi cho em nào các cháu ơi, 34 mặc vừa mút 3 phân rưỡi này. 34 mặc vừa mút 3 phân rưỡi, đa phần là hàng không gọng, cái nào mà có gọng em có báo luôn. A579 cho em nào, chốt cho em A579, 32 mặc, à lộn, 34 mặc vừa, 34 mặc vừa đây chế ơi, 34 mặc vừa, bây giờ chị ngồi đợi 34 5 phân không có rồi chế ơi. Bây giờ em chỉ còn là 3 phân, là 3 phân rưỡi là cùng rồi, tại vì hết rồi. 59234 mặc vừa cho em ạ, 579 cho em nhé. 579 này, 34 mặc vừa 579 cho em này. 34 mặc vừa mã 579 cho em nhé mấy chị ơi, 34 mặc vừa. 34 mặc vừa mã 579 kèm luôn số cho em ạ, mút 3 phân rưỡi A579 cho em. Lên cho em ạ A579, chốt cho em ạ A579 nhé. A579 ạ. Đâu, 5 là lợi Huỳnh có mình 592 mà chị. 579 cho chị Karim Nguyễn này, Camry Nguyễn này, dồn đơn Camry Nguyễn kìa. Rồi con mình đúng mã cho em là được nha mấy cháu ơi. Chị chia xong mất rồi. Size 34 mặc vừa con này như kiểu dạng bra luôn mấy cháu ơi. Size 34 mặc vừa dơ lên như này không có thấy được form, nhưng mà em mặc lên rất là đẹp luôn trên này. Đồng giá 29k thôi chế ơi, đồng giá 29k thôi. Rồi con này size 34 là mặc vừa trên nào mấy cháu ơi. Mút sâu trên này. 34 mặc vừa mút sâu này. 34 mặc vừa mút sâu nha mấy cháu ơi. 34 mặc vừa mút sau, em chỉ sợ là em like tối nay là hết luôn á, tại vì bây giờ em chỉ còn ít thôi chị Duy Hoàng, chị Duy Hồng ơi. 34 mặc vừa đây mút sau cho em nha mấy cháu ơi. Đây che khuyết điểm phần lưng cho mình nhá mọi người nhá. Đây bản to che khuyết điểm phần mỡ thừa lưng của mình các chị ơi. Đây tạo độ khe luôn cho bầu ngực của mình nha mọi người nhá. Chị yêu nào lấy con này chốt che mặt đen kèm mã kèm số cho em luôn. Chốt che mặt đen kèm mã kèm số cho em ạ. 34 mặc vừa lên che mặt đen như kiểu dạng áo bra, chị nào mà hay đi tập gym gì của mặc con này cũng được luôn cho em các chị ơi, rất là đẹp luôn cho em, nó không hở mấy các chị ơi nha, tại vì cái phần sau trên này con này như kiểu dạng áo tập luôn chứ không phải là dạng áo ngực nữa. Con này như kiểu dạng bra, kiểu dạng áo tập luôn cho em, chị nào mà hay đi tập hay là đi đâu này, à lộn, hay đi tập này, hay đi tập gym hoặc là tập thể dục thì chốt con này cho em. Đen trên mặt đen, 34 mặc vừa lên trên mặt đen này, 34 là mặc vừa lên trên mặt đen kèm mã kèm số trên mặt, chốt trên mặt đen. Sao mà nóng như không biết rồi, quả nó mủ mắt luôn. Mã đen nhớ cho ơi, 579 em hết rồi chị ơi, 579 em hết rồi. Rồi lên cho chị một con xanh nha mọi người. Lên cho chị một con xanh đẹp nha mấy chị ơi. Con này là size 34 mặc vừa cho em nha mọi người, size 34 mặc vừa mút con này tới 5 phân rưỡi cho em, 34 mặc vừa mút 5 phân rưỡi. Rồi ok chị Lợi Huỳnh chỉ đỏ là size bên này này, có đơn hồi chiều ạ. 34 mặc vừa rồi ok chị Hàng Cao, chút chị Hàng Cao cái đen 34 Hàng Cao. Rồi trời ơi, bà ra nha mọi người ơi, đúng duy nhất một con nhanh tay thì được mút 5 phân rưỡi cho em. Đây chị ơi, mút 5 phân rưỡi cho em nào. 34 mặc vừa mút 5 phân rưỡi lên cho em ạ, bờ ra. 34 mặc vừa mút 5 phân rưỡi này. 34 mặc vừa mút 5 phân rưỡi cho em, chốt cho em ạ, bờ ra. 34 mặc vừa mút 5 phân rưỡi, không thì chị nào mà mặc áo dài nhá. Chị nào mà mặc áo dài thì chốt con này cho em, tại vì màu nó không có nổ mấy các chị đâu nha. Chị nào mà hay mặc mấy cái áo dài mà áo dài màu thôi. Chứ còn mà áo dài trắng thì nó hay lộ nha. Tại vì mấy cái màu mà màu như này thì áo dài trắng thì hay lộ. Sợ các chị mà thích sợ mà các chị sợ lộ á, là các chị mặc mấy cái áo mà áo dài gọi là áo gì ta? Áo dài màu á, màu mấy cái màu á là đẹp. Kim Tú có đơn chưa ta? Kim Tú. Ừ.
có đơn rồi, có đơn rồi, có thử. Có đơn rồi. Má mà ra chị Kim Tú này. Bên này thử. Bên này này. Có chưa? Kim Tú chưa có đơn chế ơi, bây giờ cho chị nào mà có đơn nha. Cho chị Đặng Vân, bà ra chị Đặng Vân rồi. Đặng Vân có đơn rồi bên đó. Bà ra chị Đặng Vân rồi. Đặng Vân sáng cho thêm cho em cá nhá. Võ Thu Huyền, Võ Thu Huyền xong rồi. Lên cho chị một con trắng cực kỳ mỏng luôn cho em mấy chị ơi, một con trắng cực kỳ mỏng nha mấy chị ơi. Một con trắng cực kỳ mỏng luôn cho em mà con này là size 34 mặc vừa cho em nào. 34 là mặc vừa cho em à, rất là mỏng luôn cho em mà chị ơi, 34 mặc vừa Kim Tú chưa? Lại có rồi mà ta, em nhớ có rồi mà, chị coi thử lại con nào. Hay là bên này thử. 34 mặc vừa cho em à, một con mút mỏng cho em à, 34 mặc vừa lên cho em à trắng đấy. 34 mặc vừa lên cho em à trắng đấy, chị nào mà ngực ngực chị nào mà bé bé. Không phải là lép mà bé bé. Cái chị mặc mấy cái áo như này ha. Mà đi biển, đi biển gì cũng được các chị ơi, khoác một cái áo khoác choàng nữa cho em đó, rất là đẹp luôn đây các chị ơi, 34 mặc vừa nha. Trắng, 34 mặc vừa trắng mút mỏng. 34 mặc vừa mút mỏng trắng cho em ạ. À. Mình thèm đi biển Đà Nẵng. Hả? Trắng Vi Huỳnh. Trắng Vi Huỳnh. Mình thèm đi biển Đà Nẵng. Nào. Thì đặt đi đấy. Xe lâu. Tôi là dê. Tìm đâu đi. Có mấy chục mà dê. Chục ký. Rồi. Để bữa nào tiến tìm qua là biết bao nhiêu. Rồi 36 có gọng các cháu ơi, 36 có gọng này. Mấy chục mà coi. Năm nhà đâu mà. Năm nhà vẫn còn mấy chục. Năm đến 60 không bao giờ nữa. Cái gì? Cái khoảng em á. Cái gì dữ vậy chị? Rồi 36 mắc vừa bút mỏng, các cháu ơi 36 mắc vừa bút mỏng. Chứ bữa trước không, chứ bữa trước không xài không gửi về à. 36 mắc vừa mút mỏng cái chơi có gọng. 36 mắc vừa mút mỏng có gọng. 36 mắc vừa có gọng cái chơi 36 mắc vừa có gọng. Chốt trên mặt nu không trừ chi phí mà ăn nữa hả? Lên trên mặt nu 36 mắc vừa chốt trên mặt nu. 36 mắc vừa lên trên mặt nu không trừ chi phí mà gửi về hả? Lên trên mặt nu có gọng cho em chốt trên mặt nu. 36 mắc vừa có gọng chốt trên mặt nu. Lên trên mặt nu. Rồi đây cho chị con này 34 mặc vừa trên này, 34 mặc vừa, một con nâng 34 mặc vừa. Nhưng mà tính là xà thế chứ. 34 mặc vừa trên này, 34 mặc vừa lên trên mặt xám, cái cho 34 mặc vừa chốt trên mặt xám đấy. Nhiều trong người đâu, cỡ ví dụ như 500 triệu tiêu rồi. Rồi. Chị mấy trăm triệu chứ đỡ, em có bao nhiêu đâu. Rồi lên trên mặt xám nha mọi người, chốt trên mặt xám. Bà Nu giờ bây giờ chị Dung Nguyễn mới được đơn này, Nu đây chị Dung Nguyễn này. Dung Nguyễn giờ mới được đơn thôi trẻ ơi. Rồi con này lên trên mặt nâng nha mày trẻ ơi, chốt trên mặt nâng. Có kèm dây luôn mà cháu ơi, rút tự rút cho em như này các chị ơi. Xám cho em nè, xám chị tuyết dao rồi này. Xám tuyết dao rồi. Nghe xong mà nó đá cái tay mà. Chị thường nghĩ coi. Hết một tháng, bữa trước hết một tháng lương. Hết một tháng lương đã gửi về rồi. Đến đâu mà em dành cho em. Rồi, xám cho chị tuyết dao rồi. Mà nu hết rồi. Size 40 này. Trời ơi, một con đẹp nha mọi người, size 40 mặc vừa. Cái này không sao về cái chỉ tự dự tự tại vì cái này em xả rồi nhá. Trong người chị để mà tiền đây, chị xài chị mua đồ không bao giờ dưới 3 triệu. Rồi, đây cho các chị một con rất là đẹp luôn cho em nha mọi chị ơi. Một con lắm nha mọi người, cái này em xả, cái này giá em xả rồi các chị, nên là các chị đừng có bắt bẻ nha. Tại vì cái hàng này em xả rồi, với lại để trong này nó hơi bị lắm một chút xíu, về các chị chịu khó giặt giúp em nha là được nha. Đây, vải su cho em đây, các chị ơi, vải su mỏng cho em này. Co giãn cực kỳ tốt luôn cho em và mặc thoải mái không chị yêu nha. Nó khác hẳn so với lại cái hàng ren chứ, chị biết sao không? Hàng ren sẽ có cái hàng mà cộn cộn nha mọi người đây. Hàng ren sẽ có cái đường may như này, mình mặc nó hơi bị khó chịu một chút xíu nha mọi người nha, mấy cái hàng may như này. Mặc mình mặc hơi bị khó xử bị khó chịu chứ lộ, bị khó chịu một chút xíu nha mọi người nha. Tự nào mà đã quen mặc hàng su thì em nói thật luôn, chị nào mà đã quen mặc hàng su là không bao giờ mà mặc cái hàng ren như này nữa. Mặc hàng su tại vì các chị biết sao không? Đây các chị nhìn này. Hàng su là đường, nói chung là chất liệu vải rất là mềm mịn cho em và đường may là đường may su cho em chứ không phải là như đường may kia nha, đường may su cho em. Và toàn bộ là su cho em như này, rất là mềm mịn và mát luôn cho em nha các chị ơi. Su, toàn bộ là su cho em như này. Có chất liệu co giãn và mỏng cho em, không như cái hàng mà hàng ren. Hàng ren sẽ khác các chị ơi nha, hàng ren sẽ là đường biển. Đây, cái đường may,
cái đường may là sẽ mặc lên. Nhiều lúc mà mình chị nào mà không quen mặc cái mà hàng ren thì sẽ khó chịu nhá. Rồi đây, lên cho em mã lấm, cho em mã chốt, cho em mã lấm nha mọi người. Lên cho em mã lấm này. Lên cho em mã lấm 29k thôi, mình chéo chốt cho em mã lấm con này cho em nào. Size 40 mặc vừa, lên cho em mã lấm con này, xả luôn đồng giá các chiều ơi. Lên cho em mã lấm. Chốt cho em mã lấm, nó chỉ lấm ngay đây một chút xíu về các chị chịu khó giặt cho em. Cái nào mà em báo là các chị giặt được là các chị giặt được cho em. Còn cái nào mà không giặt được thì em bỏ ra luôn. Con này giặt được cho em nha mọi người. Size 40 mặc vừa, lên cho em mã lấm đây. Che khuyết điểm, vừa che khuyết điểm phần lưng của mình luôn mấy chị ơi. Lên cho em mã lấm cho em, rất là đẹp và thích luôn cho em ạ. Lên cho em mã lấm cái trời, lên cho em mã lấm cho chị Dung Nguyễn dồn đơn, mã lấm chị Dung Nguyễn dồn đơn này. Comment đúng mã là được. Chị Thuy Nguyên comment sai mã nhá. Đây, mã lấm chị Dung Nguyên xong mới tới chị Cúc Đặng, xong mới tới chị Bình An nha. Mã lấm chị Dung Nguyên dồn đơn. Rồi em lên cho chị một con quả nu nữa này các chị ơi, một con quả nu như kiểu dạng phải phi cho em nhá các chị ơi, mà phi bóng mềm nhá, không phải phi bóng mà phi bóng cứng đâu các chị ơi. Phi bóng mềm cho em nào. Rồi lên con chị con này sẽ 34 mặc vừa. 34 mặc vừa cho em nào, mấy chị ơi, một con nu 34 mặc vừa. 34 mặc vừa cho em nào. 34 mặc vừa A538 cho em nào. 34 mặc vừa lên cho em A538 cho em nào. Chốt cho em A538 đây. Rồi A538 đơn Ngọc Trinh Trương đơn hôm qua, đơn qua là sao chị này? Ngọc Trinh Trương đơn hôm nào? Rồi A538 cho em ạ, 34 mặc vừa A538 cho em ạ. 34 mặc vừa lên cho em A538, A538 và kèm luôn số cho em. Chốt cho em A538 đấy. Hồi trưa chị lấy 3 cái rồi. À hồi trưa chị chốt thêm 3 cái rồi hả? Chị chốt ở đâu ta? Bữa trưa em có like cái này đâu. 538 nha mấy chị ơi, 538 đấy, chốt cho em 538 nha mọi người. Sao 34 mặc vừa 538. 538 Đặng Vân này, 538 Đặng Vân. Đơn của chị nào mà có xin địa chỉ rồi, đơn của chị nào mà hồi trưa có xin địa chỉ là hàng bán đi rồi, không thể nào mà gom được các chị nha. Nên là các chị thông cảm giúp em. Đơn này chị nào mà chốt đơn này thì các chị đi đơn sau cho em. Còn đơn chị nào mà đã gọi xin địa chỉ hoặc là gọi tổng đơn của mình rồi là hàng đã đi luôn trong ngày hôm nay luôn rồi các chị nha. Nên là không có gom được. Chị nào mà có đơn sau thì các chị đi đơn sau cho em nha mọi người nha. Bao nhiêu một chiếc? Dạ 29k một chiếc chế ơi, rất là đẹp luôn cho em nào. Rất là đẹp luôn mẹ chế ơi, hàng xu mà có 29.000 thôi, rất là xuất sắc cho em nào. Lên cho chị một con mút dày, con này đúng duy nhất một con cho em thôi. Mút dày cho em là một con nu, mút dày cho em là con này là size 36 mặc vừa này. 36 mặc vừa 5 phân rửa cho em à. 36 mặc vừa 5 phân rửa cho em à. Áo dài thanh lý em cũng chưa biết, chắc có mai để coi thử mai chế ơi. 36 mắc vừa trên ạ, 36 mắc vừa nhá, 36 mắc vừa 5 phân rửa trên ạ, 36 mắc vừa 5 phân rửa, tại vì hồi xa cũng like rồi á chế ơi, nên là cũng chưa biết khi nào like, và là cũng chưa có về hàng mới, khi nào mà về hàng mới thì bên em sẽ thông báo, còn nếu mà like nữa, mai mà like nữa thì chắc xả thôi, chứ còn mà hàng thanh lý cũng chưa có về nữa. À rồi ok, chị Dung Nguyễn này có ai định chị chưa, đơn kia có ai định chị chưa nè, cái đơn gì ta, đơn án nào có ai định mình chưa, chị Dung Nguyễn. Đâu mới chốt hồi trưa mà ta, mới chốt hồi trưa, hồi trưa mà, em quên, mới chốt hồi trưa mà. Lên trên mà nu nha mọi người, 36 mắc vừa bút 5 phân rửa, chị Trần 7 là người đầu tiên này, chị Duyên Lê xong mất rồi nha. Cái này của chị Trần 7 là người đầu tiên này, chị Duyên Lê xong mất rồi. Mà nu chị Trần 7 rồi. Dạ không chị Hồng Nguyễn ơi, cái đó không có nhá. Cái đó hết size 34 rồi. Cái nào mà đủ size thì em có báo đủ size. Còn cái nào mà không đủ size thì em cũng nói luôn nha. Cái nào mà có đủ size thì em có báo. Rồi lên cho chị một con bra to này các chị ơi. Một con bra size 36 này. Một con bra size 36 cho em ạ. Chốt cho em ạ bra size 36 nó mặc vừa lên cho em ạ bra. Họa tiết là những hoa. Họa tiết là hoa như này cho em ạ. 36 mặc vừa lên cho em ạ bra. Rồi 36 mặc vừa lên cho em ạ bra. 36 mặc vừa chốt cho em ạ bra này. 36 là mặc vừa mút mỏng, chốt trên mặc bra các chị ơi, 36 mặc vừa mút mỏng nha. 36 mặc vừa mút mỏng bra này. Rồi ok, chị Dung Nguyễn cứ chốt đi, chị ơi. Để mai sẽ có nhân viên điện cho mình và tổng đơn mình nha. Rồi lên trên mặc bra, 36 mặc vừa lên trên mặc bra mút mỏng nha mấy chị ơi. Lên trên mặc bra, 36 mặc vừa là lên trên mặc bra mút mỏng trên mấy chị ơi, có gọng luôn trên mấy chị ơi nè. Con này có gọng luôn và mút là mút sâu như này mấy chị ơi, mút là mút sâu như này thêm. Ờ rồi, lên trên mã bra, chốt trên mã bra cho chị Dung Nguyên này. Bra chị Dung Nguyên. Bra chị Dung Nguyên. Ờ Dung Nguyên để bên này luôn chị này. Trong 7 nãy em chốt không chị. Ờ trên 7. Lát đi ngủ tắm thêm phát nữa. Ừ.
Để gì lắm, cái này dễ lắm như biết. Thì 29.000 định mua trong lương mà. Cái này đâu phải cái dây nó đeo giày, đeo chéo đúng không? Thì đeo vầy đi cho phút. Không, đeo giày nó bị rớt đi à. Rồi lên cho chị một con đen dây này các chị này. Lên cho chị một con đen dây, con này size 36 mặc vừa trên à. 36 mặc vừa trên, một con đen 36 mặc vừa trên mà mốt mỏng nha mấy chị ơi. 36 mặc vừa mốt mỏng, lên trên mặt đen. 36 mặc vừa là mốt mỏng, chốt trên mặt đen này. 36 mặc vừa mốt mỏng. 36 mặc vừa là mốt mỏng, chốt trên mặt đen. 36 mặc vừa mốt mỏng này, chốt trên mặt đen. 36 mặc vừa mốt mỏng. Lên trên mặt đen. Thứ hai mà em nhiều lúc này em không nhớ. Thứ hai nhắc em nha. Sao đâu mà hề. Rồi em có size 38. Rồi em còn size 38 nên em còn đen size 38. Chị nào lấy comment chốt trên mặt đen 36 hoặc là 38. Lên trên mặt 36 hoặc 38 trên nha mọi người. Lên trên mặt đen 36 hoặc là 38 trên nhá. Mặc cái kiểu kia đi. Cái kiểu hồi nãy đi. Rồi em có đen 34 với lại 36 với lại 38 này. Đen 38 chị Kim Cúc này. Đen đây. Đen 38 đây chị Kim Cúc. Em còn đen 36 á. Em còn đen 36 nhá. Rồi con này 36 mặc vừa cho em ạ. Đen 38 chị Kim Cúc rồi. 36 mặc vừa cho em ạ. Su đúc không gặp 36 mặc vừa. Rồi đen 36 à? Đen 3 cái này đen bao nhiêu chị? Đen 36. Đen 36 Nguyễn Lan này. Đen chị Nghĩa Đa ơi, chị chốt size gì chế? Nguyễn Đa size gì? Chị coi Nguyễn Đa size gì? Đây. Nghĩa Đa ngay sau chị ạ. Chị coi size gì? Bên kia kìa. Size gì đó? Chúc sao ba tư. Nghĩa Đa size gì chị ơi? Sao ba tư? Cái đen em ba tư. Con có đen ba tư đâu. Đen 36 chị Nguyễn Lan đi ạ. Kéo số ở trên ạ. Rồi con này size 36 mắc vừa cho em nào. 36 mắc vừa con này chốt cho em A425. 36 mắc vừa. Nguyễn Lan. 36 mắc vừa các chị ơi. 36 mắc vừa cho em ở đây. Hỏa tiết hoa như này cho em nào. 36 mắc vừa nha mọi người. Chốt đúng ma cho em nào. A425. 36 mắc vừa lên trên mà A425 này. 36 mắc vừa A425. Rồi đây cho chị bra xám này. Bên Trần Thị Bà. Ừ. 34 mặc vừa trên à. 34 mặc vừa lên trên mặt xám trên à. 34 mặc vừa mút mỏng cho trên mặt xám mặc lên mới thấy đẹp các trời. 34 mặc vừa lên trên mặt xám con này trên mà. 34 mặc vừa xám nha mọi người. 34 là mặc vừa lên trên mặt xám tranh thủ chốt nè mà trời ơi. Còn bao nào nữa không? Còn một bao. Bao quy chưa? Chưa quy nguyên. Họ hết rồi. Một bao nguyên làm hết. Quy cho em đi. Quy đúng không? Ừ. Rồi con này lên trên mặt xám các trời ơi. Chốt trên mặt xám đấy. Lên trên mặt xám đấy. Quy ông ta. Rồi lên trên mà xám chị Vi Huỳnh này, xám chị Vi Huỳnh này. Xám chị Vi Huỳnh. Rồi 38 mặc vừa đây mình chị ơi, mút bản nhỏ trên này. 38 mặc vừa bản nhỏ cho em. 38 bản vừa bản 38 mặc vừa bản nhỏ. 38 mặc vừa bản nhỏ cho em A60. Lên trên mà A60 38 mặc vừa là bản nhỏ cho em nào. 38 mặc vừa là bản nhỏ cho em à. Chốt cho em A60 nha mình chị ơi. 38 mặc vừa bản nhỏ chốt cho em A60 con này trên nào. 38 mắc vừa bản nhỏ cho em A60 nha các chú. A60 nè. A60. 38 mắc vừa bản nhỏ cho em A60 này. Vậy là hết rồi chị Nghĩa Đa ơi. Vậy là Nghĩa Đa xong mất rồi. Chọn mã khác cho em tưởng đâu chị mặc số 34 này nè. Không chốt cái con đó. Rồi lên cho em mã. Cái này múc cỡ tầm 2 phân rưỡi chế. Chế ơi. Chế Kim Cúc ơi. A60 Kim Cúc. Lên cho chị một con xàm nữa nha mọi người. Bao nhiêu tiền? 29.000. Có 29k thôi mày chị ơi. Nhiều chị mà cần đủ đơn rồi mà cái chị đi đâu hết trơn rồi. Đủ 2 chiếc mà đi đâu hết trơn rồi. Chốt 3 chiếc cho em đi nè. Lên cho chị một con mút cực kỳ sâu luôn cho em nha mày chị ơi. Mút cực kỳ sâu. Chị nào bầu ngực to này, Thích mặc mấy cái hàng mà mút sâu này, thích mặc mút sâu thì chốt con này cho em nè. Mút mỏng nha mày chế nè. 40 mặc vừa mút sâu nè. 40 mặc vừa mút sâu, mút mỏng, mút sâu trên nè. Lên trên mà A40. 40 mặc vừa mút sâu chốt trên mà A40. 40 mặc vừa mút sâu A40 này. 40 mặc vừa. 40 mặc vừa mút sâu A40. 40 mặc vừa mút sâu chốt trên mà A40 rất là đẹp luôn trên nè. 40 mặc vừa. Đây các chị ơi.
40 mặc vừa mút sau, chốt cho em A40, chốt cho em A40, chốt đủ đơn cho em nào mà chị ơi. Chốt cho em A40. Cảm ơn chắc đi mở cửa sau đi băng qua về. A40. A40. 9 rưỡi thấy mẹ mà. Đâu có bé hay điện về 1 đâu, chắc là thấy về đó. Rồi A40 này, A40 chị Cúc Đạn dồn đơn. A40 Cúc Đạn này. Ừ cái đó đó. A40 Cúc Đạn. Rồi. Cúc Đạn để sang bên này luôn, có đơn hồi nhiều hồi chiều ạ. 36 mắc vừa trên là một con ren hồng 36 mắc vừa này. 36 mắc vừa luôn con này trên nha mà chị ơi, 36 mắc vừa này. 36 mặc vừa trên mạng mút sâu luôn, trên mạng 36 mặc vừa mút sâu lên trên mạng hồng. Cúc Đạn phải cái cổ không bé? Bé ơi, Cúc Đạn phải cái cổ không? Chịu. Gió trên áp thử cái số thử cái. Rồi 36 mặc vừa trên nè, 36 mặc vừa lên trên mạng hồng trên nè. 36 mặc vừa cho trên mạng hồng, nhiều khách quá chả biết khách nào hết nào. 36 mặc vừa lên trên mạng hồng này, cho chị Dung Nguyên này. Hồng chị Dung Nguyên này. Cho chị Dung Nguyên. Không, chị Dung Nguyên rồi. Dung Nguyên như để bên này này. Đây 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 đây. Chị Nguyễn Lan sau mất rồi nha. Nguyễn Lan sau mất rồi. Nguyễn Lan sau mất rồi. Lên cho chị một con đen bra này mọi người. Lên cho chị một con đen bra này. À, chị Lis Omai gọi rồi hả bé? Không dồn được trẻ ơi, bây giờ bên em không đóng hết rồi. Con hàng đang giao nè. Đang giao. Nhận chưa, bên dưới nhận chưa? Bên dưới đã giao hàng, còn bên chưa, bên trên là đang giao, đang giao hàng, bên dưới là đã giao hàng. 120k. Còn đơn vậy là rồi, 130. ok. Rồi, không dồn được chị Lis Omai ơi, bây giờ chị lựa đơn khác cho em nha, tại vì gọi là hàng đã cho đi rồi nha mấy chị ơi. Hàng nào đã gọi cho đóng rồi nha. Rồi 32 mặc vừa này mấy chị ơi, 32 mặc vừa này. Tại vì nãy chị không bảo cái bé nhân viên kêu gom đơn này là bên bé nó cho đi luôn rồi. 32 mặc vừa trên à? Mà đen hả? Mà đen nào? 32 mặc vừa một con bra, chốt trên mạng bra. 32 mặc vừa lên trên mạng bra. 32 mặc vừa lên trên mạng bra trên à? 32 mặc vừa 3 phân này, chốt trên mạng bra. 32 mặc vừa 3 phân, chốt trên mạng bra. Bật ra, chốt cho em bật ra. Rồi con này kèm nâng cho em kiểu kèm dây này. Kèm dây nâng cho em và thông khí như này cho em nè mọi người nha. Mặc thoải mái nè. Size này size 34 cho em nha mày chéo. Con này size 34 mặc vừa kèm dây. Size 34 mặc vừa kèm dây cho em để nâng bầu ngực của mình luôn nha mày chéo. Mút mỏng, 34 mặc vừa mút mỏng, chốt cho em bật nâng. 34 mặc vừa là mút mỏng, chốt cho em bật nâng. Đây, đan dây như này, các chị nào muốn kéo lên, các chị kéo lên để bầu ngực của mình nó căng lên như này các chị ơi nha, để bầu ngực của mình nó khít lại như này các chị ơi, rất là đẹp luôn cho em nào. Rồi chị nào lấy con này chốt cho em mặt nâng 34 mặc vừa cho em nào. 34 mặc vừa lên cho em mặt nâng. 34 mặc vừa là mút mỏng, chốt cho em mặt nâng. Dạ 29k một chiếc thôi trẻ ơi, lên cho em mặt nâng con này cho em nào. 34 mặc vừa nâng nè, mút mỏng nha. Và đó mút mỏng cho em mà chốt cho em mặt nâng, nâng mút mỏng. Nâng mút mỏng cho em nào. Nâng. Mút mỏng lên cho em mặt nâng. Em mặc ở trong, em mặc ở trong là cũng mút mỏng này, cũng nâng luôn cho em nè. Cực kỳ mỏng luôn, em là em không có mặc được dày. À, mỏng. Mỏng lết không hả? Ừ. Cỡ nào? Mỏng cỡ chắc cỡ có 2 phân thôi chứ mấy. Cũng như chị vậy đó. Có 2 phân đổ lại thôi. 2 phân đổ lại thôi chứ không mặc dày được. Dày là không bao giờ luôn á. Dày không hao rồi. Mặc lên này, cũng nâng luôn cho em ạ. Nói chung là hàng này nó nâng, mỏng hay dày gì là nó nâng liền. 32 mặc vừa này các chị ơi, chốt trên mã hồng. 32 mặc vừa này. 32 mặc vừa quả tròn trên là 32 mặc vừa quả tròn lên trên mã hồng. 32 mặc vừa lên trên mã hồng. 32 mặc vừa lên trên mã hồng. 32 mặc vừa chốt trên mã hồng. 32 mặc vừa 2 phân rưỡi lên trên mã hồng. 32 mặc vừa 2 phân rưỡi lên trên mã hồng. Là em mặc, nói chung là em mặc mút mỏng mà chế, em không có mặc được mút dài. Là em mặc mút mỏng á. Thì em mà mặc mút dài nó kiểu là nó không mặc được. Nó nhồi lên. Tại vì cái ngực của mình đã to rồi, các chị nào mà ngực to là các chị mặc cái mút mỏng. Mút mỏng nó dễ chịu này, vừa nó không nhồi lên được. Còn chị nào mà mặc mấy cái mút dày, ngực đã to mặc mút dày, nó
càng nhồi lên, nó càng nhồi cái ngực của mình lên mà khó chịu lắm. Rồi mà nâng chị tê mê đổ này, tê mê đổ đơn bên này, tê mê đổ dồn đơn, tê mà đỏ. Đây cho chị con này size 38 mắc vừa trên này. Rồi ok chị tê mê đổ này, tê mê đổ 38 mắc vừa con này trên này, 38 mắc vừa. Đây múc cỡ đây thôi, múc cỡ đây thôi, chưa tới 2 phân, cỡ tầm 1 phân rưỡi, à cỡ tầm 2 phân thôi. Cứ cho cỡ tầm 2 phân đi, cỡ đây là cỡ tầm 2 phân thôi. Rồi đây cỡ 2 phân thôi, mình chỉ có 38 mắc vừa 2 phân. 38 mắc vừa 2 phân trên là chơi cái chị ơi, 38 mắc vừa 2 phân. Chị nào lấy con này chốt cho em A579 trên này, chốt cho em A579 này, 38 mắc vừa. 38 mắc vừa 2 phân A579 trên này. 38 mắc vừa 2 phân A579 cho em. A579 cho chị Kim Cúc dồn đơn, A579 chị Kim Cúc này. Bát tư mỏng là cái nào ta? Như bây giờ chị vẫn chia dày rồi đó. Nên là ừ, thì mỏng nữa, em dày cỡ dày không hay mỏng không, nữa? Cỡ đó thôi, em cỡ đó thôi. Không thì mỏng hơn nữa. Rồi, 579 chị Kim Cúc dồn đơn rồi nè. 579 chị Kim Cúc rồi. Rồi, Ngọc Trinh Trương hả? Ngọc Trinh Trương hả? Ngọc Trinh Trương đơn gì ta? À rồi, ok, em biết rồi. Rồi, ok Ngọc Trinh Trương này, để khi nào mà nhân viên ngày mai nhân viên bảo điện báo cho các chị này, là các chị báo nhân viên là dồn chung với lại Ngọc Trinh Trương nha, chị hàng cao nha. Mà hàng cao phải cái cổ mít nữa. Hàng cao à? Rồi nếu mà đơn chị mà đơn chị mà trên 500k ngày mai á, nếu mà dồn chung mà, tại vì bây giờ em mà cuộc đơn của chị cả đơn hôm qua nữa phải không? Đơn hôm qua qua điện mình chưa? Nếu mà đơn hôm qua của chị gộp đơn hôm qua chiều nay với lại đơn hôm nay và cả đơn của chị Ngọc Trinh Trương mà đơn trên 500k chị cọc về cho em nhá. À em giống chị nghe nói. Gửi đi rồi hả? Hàng cao á. Rồi ok chị hàng cao này. Rồi em giống chị nghe em nói một phân rưỡi là chị khó thở. Đúng rồi chị Cúc Đặng ơi, 579 em hết rồi nha, 579 em hết rồi. Nên là chị nào mà ngực to, ngực càng to các chị mặc cái loại mà càng mỏng. Cứ chị ngực các chị đã nâng rồi, các chị mặc cái gì mặc mỏng hay mặc gì cũng nâng hết á. Mặc áo ngực nào nâng thì nó nâng hết á. Cần chia mà nó dài đúng không? Rồi 34 mặc vừa này mới chế ơi, 34 mặc vừa này chốt cho em đỏ. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi chốt cho em đỏ này, 34 mặc vừa 2 phân rưỡi này. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi chốt cho em đỏ này, 34 mặc vừa 2 phân rưỡi. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi chốt cho em đỏ. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi lên trên mặt đỏ. Rồi lên cho chị một con mút cực kỳ mỏng luôn cho em. Con này không mút luôn, mình chỉ có gọng, không mút có gọng cái chiếu ơi. Con này không mút có gọng, size 34 mặc vừa, đỏ chị Võ Thu Huyền. Đỏ Võ Thu Huyền. Và điện hôm qua rồi, ok, điện hôm qua là đã đi rồi. Vậy là đơn này của chị là cục đơn với lại đơn chiều. Đơn chiều với lại đơn Ngọc Trinh Trương nha. Võ Thu Huyền có đơn rồi. Rồi con này size 34 mặc vừa không mút cho em, có gọng không mút nha mọi người. Rồi lên cho em A582, chốt cho em A582, đúng rồi chế Kim Cúc. A582, mà các chị đi ra ngoài chợ, bây giờ các chị bỏ ra tiền khoảng tầm 300.000 đi. 300.000 các chị mua hơn chục con, chốt được chục con luôn cho em nào. Có 29.000 một chiếc thì 10 con là cứ cho là 300.000 đi, cứ 300.000. Mà 10 chiếc các chị mua đi, mua 10 chiếc mà các chị đi ra ngoài chợ, em là bảo với các chị là chắc cỡ tầm, tại vì một chiếc đã các chị đi ra ngoài chợ đã là 100 mấy rồi, 10 chiếc là đã 1 triệu mấy rồi. Mà bây giờ các chị bỏ ra tiền 300.000 các chị mua được 10 chiếc cho em, và cộng thêm 30.000 tiền ship là cứ cho là 330.000 đi ship tận tay cho các chị luôn. Và được các chị chiêm ngưỡng tận mắt như này trên này, mặc mẫu lên chiêm ngưỡng tận mắt như này, không cần phải ngồi lựa, không cần phải tốn tiền xăng các chị đi ra ngoài chợ, đúng không nào? Chỉ cần ngồi like, chỉ cần ngồi nằm đắp chăn vô, bấm điện thoại chốt hàng, chốt mã là được 10 chiếc ship tận tay cho các chị 330.000 thôi. Ship tận tay cho chị mặc thoải mái 10 ngày, mặc thoải mái 10 ngày thay đổi, mỗi màu một chiếc, mỗi ngày một chiếc. Rồi, con này size 34 mặc vừa không mút trên nha mọi người. Chị nào lấy con màn A582 cho nào không mút nha, A582 chị nào mà không mút. A582 kèm mã kèm số trên mã A582. Thiệt sự luôn, đi ra ngoài chợ mà 10 chiếc đã hơn 1 triệu mấy rồi. Chưa tính cả tiền xăng các chị ngồi, tiết thị tiền xăng mà các chị đi nữa. Rồi mà đi ra ngoài chợ mà người ta đâu có cho ngồi lựa lâu đâu. Ngồi lựa mà 5 phút thôi mà mấy bà hồi hối ra rồi. 34 mặc vừa cho em con này, các chị ơi 34 mặc vừa trên này. Một con dây 34 mặc vừa, 34 mặc vừa con này 3 phân thôi. 34 mặc vừa 3 phân chốt cho em ở dây. 34 mặc vừa 3 phân chốt cho em ở dây. 34 mặc vừa 3 phân chốt cho em ở dây này.
34 mặc vừa 3 phân chốt che mã dây. Chốt che mã dây. 34 mặc vừa 3 phân lên che mã dây này, 34 mặc vừa 3 phân chốt che mã dây. Lên che mã dây, chốt che mã dây. Cứ có màn mã và kèm số điện thoại là có đơn các cháu chốt che mã dây. 34 bây giờ chị ngoài đợi 34 mà 34 mút xài 5 phân thì em khó rồi chị Hồng Nguyễn ơi. Rồi 34 giây này, 34 giây này. Trời ơi bây giờ bị chốt. 34 giây cho chị Bảo Trân này. Bảo Trân giàng chốt đủ đơn cho em luôn chị ơi, chứ có đơn nào. 34 mặc vừa một con tìm ren nha mày. 34 mặc vừa này. Một con hàng ren 34 mặc vừa nha mày chị ơi, 34 mặc vừa trên ạ. À. 34 mặc vừa cho em một con ren siêu đẹp luôn cho em như này. Các cháu che được khuyết điểm phần lưng nha mọi người, bản to che khuyết điểm nha. 34 mặc vừa lên trên mặt tím con này cho em ạ. 34 mặc vừa lên trên mặt tím nha mấy chị ơi. 34 là mặc vừa lên trên mặt tím các chị ơi này. 34 mặc vừa chốt trên mặt tím nè. 34 là mặc vừa lên trên mặt tím các chị ơi, chốt trên mặt tím. 34 mặc vừa tím cho em nè. 34 mặc vừa tím. Tím là 2 phân rưỡi cho em nè, chốt trên mặt tím ạ. Rồi tím nha, comment đúng mà cho em nào Bảo Trân ơi, tím. 34 mặc vừa có gọng cho em nào mấy chị ơi, 34 mặc vừa có gọng chốt trên mặt hoa nè. Tím cho chị Cari Nguyễn này, Camry Nguyễn này. Có đơn rồi. 34 mặc vừa có gọng này chốt trên mã hoa, 34 mặc vừa có gọng chốt trên mã hoa này. Và Camry Nguyễn nhìn cái avatar quen lắm, hình như bữa trước là nick của chị là nick khác đúng không? Chị cũng từng mua hàng bên em rồi đúng không? Bữa trước là hình như nick chị là nick khác đúng không? Tím em biết rồi chị Bảo Trân xong bắt đầu cứ comment đúng mà cho em là có đơn. Bây giờ các chị cứ comment cho em là 34 36 là em chả biết cái nào đâu. Nhiều sai, nó trùng sai lắm. Nên là các chị cứ comment cái mã em đọc, các chị đừng có comment sai và theo ý của chị được. À các chị nha. Rồi mã hoa chị Camry Nguyên dồn đơn. Mã hoa Camry Nguyên dồn đơn này. Giang chốt đủ đơn này các chị ơi. Em để em cố gắng chốt đủ đơn cho các chị này. 36 mắc vừa một con xám, 36 mắc vừa trên mặt chốt trên mặt xám này. 36 mắc vừa. 36 mắc vừa 3 phân lên trên mặt xám này. À vậy hả? Xám. Xám uống Nguyễn. Bữa trước thấy một cục hàng mập giá về mà đúng không bé? Nguyễn á. Phải á? Nguyễn trả về một cục má. Ủa sao vậy? Hay vậy hả? Có hai cái sườn xám, có hai cái sườn xám. Một cái sườn xám đuôi cá đỏ với lại một cái sườn xám màu xanh ấy. À chị rồi lên trên mà xám chị Bảo Trân này, xám chị Bảo Trân này. Chị Trần Thu Hà em chưa đủ đơn đâu chị ơi, chị Trần Thu Hà em chưa đủ đơn đâu nè. Có một đơn Nguyễn Nguyễn ơi, có một đơn. Mà mấy đơn kia thì chị nhận hết, còn mỗi đơn đó là đơn sườn xám ấy, chỉ có hai cái sườn xám. Hai cái sườn xám, một sườn xám là sườn xám đỏ đuôi cá gì đó. Đỏ đuôi cá với lại cái sườn xám màu xanh xanh gì đó cũng lâu rồi á. Mà chị không có nhận. Mà không biết là chắc là shipper gọi chị không được ý, nên là họ trả hàng về. Có hai cái sườn xám đó em nhớ mà, lúc đó chị chốt sườn xám tối mà. Rồi lên chốt chị một con đỏ này. Thấy chị Nguyễn Lan chị được có một cái à. Nguyễn Lan chốt đủ đơn cho em với. Rồi em lên chốt chị một con đỏ này. Con này 34 mặc vừa cho em à. Một con đỏ 34 mặc vừa. 34 mặc vừa cho em à. 34 mặc vừa 2 phân cho em à. 34 mặc vừa 2 phân nha mọi người. Chốt cho em đỏ này. À, cho chị coi thử đi. Bây giờ nói chung là sườn xám nó nằm cho nghìn con nó nằm chồng chồng lên nhau. Bây giờ em chả kiếm được đâu. Rồi 34 mặc vừa, 34 mặc vừa chốt trên mặt đỏ này, 34 mặc vừa lên trên mặt đỏ, chắc là shipper gọi chị ông được ấy. Lên trên mặt đỏ này, chốt trên mặt đỏ nhá. 34 mặc vừa đỏ này. Có hai cái sườn xám tại vì lúc đó cái hồi đó mà có mấy cái đơn mà đơn cử cho chị liên tiếp hay sao á, mà cái đơn mấy cái đơn kia thì chị nhận, còn cái đơn này thì trả hàng về. Rồi đỏ này. Phải cỡ chị luôn. Thế mà bây giờ tại vì cỡ đơn này đơn chị cũng cỡ lâu rồi, đơn chị cũng cỡ lâu rồi, bây giờ chả biết nó nằm đâu nữa, với lại chắc hình như là em bán rồi hay sao á. Đỏ đây cho chị Camry Nguyễn đây. Người gì mà ốm mà bưởi lòng thì to. Cái này nhỏ rồi trẻ ơi, bữa trước là cái hồi mà em còn múc mặt tròn tròn. Nói chung là nhìn người đầy đặn lắm rồi, sút rồi trẻ ơi, bây giờ sút rồi chị Cúc Đặng ơi, bây giờ người em sút rồi á. Nhưng mà bữa trước là nhìn múc hơn, giờ sút rồi ạ. Rồi con này size 34 mặc vừa này mày chéo ơi, size 34 mặc vừa. 34 mặc vừa trên này, 34 mặc vừa này. 34 mặc
vừa 3 phân này, 34 mặc vừa 3 phân A574. A574 chắc là gọi chị không được á. A574. 34 mặc vừa A574 trên này, 34 mặc vừa A574. A574 34 mặc vừa bút 3 phân rồi, A574. A574 nhá các cháu ơi, lên cho em A574 này. Chốt cho em A574. A574 kèm mã kèm số cho em, chốt cho em A574. À, có cái mục ruồi ngay ngực bên trái đúng chỉ thế thì thứ ba cái là sao chứ, là sao chị Cúc Đại, em không hiểu là sao nốt ruồi bên trái à, đâu bên phải nốt ruồi em bên phải là ý sao chị Cúc Đại? Chốt nhiều rồi nhưng mà có nghĩa rồi. Dạ cảm ơn chị Kim Cúc này. 574 còn không? 574 này, 574 ạ. Đảo chốt rồi đúng không, đảo kia chốt rồi đúng không? Rồi 574 Hân Moon chốt đủ đơn luôn cho em này, chốt đủ đơn luôn cho em nhá. Rồi lên cho chị một con hồng này, con này không có kèm dây. Hồng này không có kèm dây nha mấy chị ơi, hồng này không có kèm dây nha. 36 mặc vừa lên trên mã hồng trên là 36 mặc vừa mút mỏng chốt trên mã hồng, 36 mặc vừa mút mỏng lên trên mã hồng. 36 mặc vừa mút mỏng chốt trên mã hồng, 36 mặc vừa mút mỏng lên trên mã hồng nha. 36 mặc vừa mút mỏng chốt trên mã hồng này. 34 mặc vừa này mày chéo 34 mặc vừa trên à, 34 mặc vừa mút mỏng này, 34 mặc vừa mút mỏng lên trên mặt đen nhá, 34 mặc vừa mút mỏng chốt trên mặt đen, 34 mặc vừa mút mỏng lên trên mặt đen này, 34 mặc vừa là mút mỏng chốt trên mặt đen. Chốt đủ đơn nào mày chéo ơi, chị nào chưa đủ đơn chốt đủ đơn trên này, lấy 38 năm cái đi em, 38 à, còn 38 không chị, hết 38 rồi bảo, hầu như là hết 38 rồi. Hồng chị Bảo Trân này, hồng nào ta, đây hồng đây Bảo Trân này. Hôm nay Bảo Trân này, 34 hay 36 ta? Bảo Trân mặc 34 hay 36 chị? Bảo Trân, coi thử Bảo Trân 34 hay 36. 34 hay 36 chị Bảo Trân ơi. Rồi mà đen, mà đen, mà đen mỏng á. Mà đen mỏng cam ri nguyên. Chị Bảo Trân là sao, 34 hay là 36? Cái gì ạ? Bảo Trân là 34 hay 36 ạ? Comment đúng mà, cái comment cái sai cho em với này. Em có sao 34 với lại 36 á. Đen chị cam ri nguyên rồi. 38 ít chế ơi, bây giờ hết, nói chung là hết 38 rồi á. Bây giờ em đang xả chứ còn ít thôi. Con này sao 36 mắc vừa không mút trên à? 36 cho ok chị Bảo Trân 36. Chốt hồng Bảo Trân cho 36 Bảo Trân à. Có thể lấy sai 36. Rồi, con này sai 36 mắc vừa không mút trên nha mày chế ơi, 36 mắc vừa không mút nè. Rồi mã đen em hết rồi. 36 mắc vừa không mút nha mày chế ơi, 36 mắc vừa không mút nè. 36 mắc vừa không mút nha mày chờ, 36 mắc vừa không mút này, chốt cho em A266 cho em ạ. A266 cái chơi A266 này, 36 mắc vừa không mút A266 này, rút lối bên trái mà ngủ rồi đó mai mốt xong. Là sao? Là sao bé gì cho chị cái? Đâu cái gì? Nút ruồi bên trái mà ngủ rồi đó mai mốt. Giàu lắm. Giàu lắm đó. Đắt cắt nhiều là sao? Là vậy hả? Em không biết là sao mà hồi đợt lâu thì nghe người ta bảo mà con gái mà nút ruồi mà bên trái bên phải á, mà nút ruồi mà có trên ngực ngay này là bảo chứ đào hoa mà mình chả đào hoa tí nào cả. Ở đó mà không đào hoa. Thiệt luôn á. Ồ. Đó là có thiệt. Bảo đó. Bảo đào hoa mà có thấy đào hoa gì đâu. Ủa Bảo Trân thôi rồi ta. À. Rồi ok chị Trần Tú Hà. Nãy giờ nói chung là hết cái size 38 luôn rồi chế ơi, hết size 38 rồi. Rồi lên cho chị size 42 mặc vừa. Size 42 mặc vừa này, size 42 mặc vừa nha mày chế ơi, size 42 mặc vừa lên che mặt đen mút mỏng nha. 42 mặc vừa mút mỏng cho che mặt đen này. Ờ nút rồi, bên phải trồng cuồng hả? Ờ rồi á hả? Vậy hả? Đâu em bên đúng rồi em bên phải mà, em bên phải đâu phải bên trái đâu, em bên phải. Rồi 42 mặc vừa này, 42 mặc vừa nha mọi người, mút mỏng chốt che mặt đen. Lên che mặt đen 42 mặc vừa mút mỏng chốt che mặt đen, đen 42 Trần Thu Hà. Rồi ok chốt chị Trần Thu Hà này. Lên trên mặt đen bữa trước thì nghe đọc cái gì em đọc ở đâu á, bảo chứ lúc rồi trên ngực thì bảo đào hoa, bảo đào hoa này kia các kiểu. Rồi đen chị Trần Thu Hà, 42 đen Trần Thu Hà nhưng không có đỏ. Rồi xa 40 này các chị ơi, xa 40 cho em là một con đỏ xa 40 còn sót này. Xa 40 mặc vừa cho em nha mấy chị ơi, xa 40 mặc vừa mà em bên phải mà chế Cúc Đặng thì em phải bên trái mà em bên phải mà. Rồi size 40 mặc vừa nha mày chéo ơi, size 40 mặc vừa, một con đỏ size 40 mặc vừa lên trên mặt đỏ con này cho em ạ. 40 là mặc vừa lên trên mặt đỏ cho em ạ. 40 mặc vừa chị nào lại comment chốt trên mặt đỏ ha. Đỏ 40 các chị ơi, đỏ 40 chị Trần Thu Hà dồn đơn này, chị kiếm của ai? Trần Thu Hà hả?
Trần Thu Hà bên này nè, chưa có đủ đơn. Rồi đỏ Trần Thu Hà này, đen em hết rồi. Đỏ Trần Thu Hà. Rồi đỏ kia Trần Thu Hà. Rồi Trần Thu Hà đủ 3 chiếc. Đó, như chị Trần Thu Hà quất luôn đủ 3 chiếc. Chị cũng bên phải nè. Chị ngay phải luôn, mà ngay kia chị nghe. Đó, không, chị giữa. Chị giữa mà. Bé có không bé? Giữa là ngay đây, giữa là ngay đây chị. Chị gần giữa, chị gần giữa. Bé có. Nút ruồi son, mày là nút ruồi son. Ờ, nút ruồi son. Đỏ là giàu lắm thiệt. Đỏ em hết rồi, đỏ em hết rồi nha. 34 mặc vừa, hồi đợt lâu mà đi học mà cái thời cấp 2 á, trong lớp mà mấy đứa mà có ruồi ngay ngực luôn á. 34 mặc vừa chứ mà chị ha, 34 mặc vừa lên trên mặt xanh, 40 đỏ em hết rồi. 34 mặc vừa chốt trên mặt xanh, con này trên à. 34 mặc vừa 3 phân rưỡi. 34 mặc vừa 3 phân rưỡi lên trên mặt xanh, 34 mặc vừa 3 phân rưỡi chốt trên mặt xanh này. 34 mặc vừa 3 phân rưỡi của bé là nút ruồi son. Chốt trên mặt xanh. Chốt trên mặt xanh, lên trên mặt xanh này, chốt trên mặt xanh. Bảo cho em chưa biết là bao nhiêu cái này. 40 đỏ em hết rồi. 40 đỏ em hết rồi. Mày nghĩ sao, chả lẽ hết nút, chả lẽ mũi cắn từ nhỏ tới lớn nó còn vết. Rồi em còn mà xanh. Nó là hồng nhan và bạc mặn. Nhiều đứa cùi cùi như vậy á, mà lại sướng. 34 mặc vừa nha mày chị ơi, 34 mặc vừa một con xám, 34 mặc vừa. 34 mặc vừa này. Đâu? Chị coi bên bên máy thì bên tay trái. Nhưng mà cái em đeo là bên tay phải, tại vì do mình ngược á, mình nhìn ngược so với lại cái camera á, nên là bây giờ là em đang mặc cái lắc tay là mang lắc cái tay là lắc tay bên tay phải, nha chế, không phải bên tay trái. Do ngược camera nên là vậy. Em còn mà xanh, rồi cái này chốt trên mặt xám, nhưng mà chế ơi, chốt trên mặt xám đấy. 34 mặc vừa lên trên mặt xám hay đá ra vậy? 34 mặc vừa lên trên mặt xám, con này cho em nào. Lên cho chị một con mút cực kỳ đầy dày dặn cho em luôn à. 36 mặc vừa mút rất là dày luôn cho em, 36 mặc vừa. 36 mặc vừa mút dày cho em à, 36 mặc vừa mút dày cho em à. Cái này dày tới 5 phân rưỡi cho em, 36 mặc vừa mút 5 phân rưỡi. 36 mặc vừa mút 5 phân rưỡi cho em à, 36 mặc vừa mút 5 phân rưỡi chốt cho em à hồng. Này đứa màu cam, đứa màu vàng. 36 mặc vừa mút 5 phân rưỡi cho em à, 36 mặc vừa mút 5 phân rưỡi lên cho em à hồng. Lên cho em à hồng nha mấy chị ơi, lên cho em à hồng. Ở chỗ mình không chỗ may ha. Có chỗ may không? May nhưng mà nó đặt đồ không có siêu, đặt đồ là hư. Hồng. Chốt cho em à hồng nha mấy chị ơi. Ui đau cái tay quá. Hồng. Hồng, 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 hồng cho chị Giang Nguyệt dồn đơn. Có đơn rồng. 34 mặc vừa, con này em còn sót 34 mặc vừa này mấy chị ơi, 34 mặc vừa trên này. 36 hồng em hết. 34 mặc vừa một con đen, 34 mặc vừa trên nào. Chốt cho em A426 trên nào, 34 mặc vừa A426 nha mấy chị ơi. Xám cho chị Nghĩa Đa dồn đơn, xám chị Nghĩa Đa dồn đơn này. Rồi con này 34 mặc vừa cho em nha mấy chị ơi. 34 mặc vừa, 34 mặc vừa lên cho em A426 cho em ạ. 34 mặc vừa A426 này. Nghĩa Đa bên góc tường ấy chị. Nghĩa Đa bên góc tường. Thì mới giờ rồi. Thì giờ đi rồi. Rồi, 34 mặc vừa cho em nào mà chị ơi, 34 mặc vừa 3 phân rưỡi cho em nào. 34 mặc vừa 3 phân rưỡi A426 cho em ạ. 34 mặc vừa 3 phân rưỡi A426 này. Lên cho em A426 cho em A426. 426 kèm mã kèm số cho em ạ. 426 ạ. Mở cửa sau chạy 1 hơi 1. Đi ra tới chứ. 426. Đi bên qua đang cày. Hả? Ủa, tự nhiên bà khóa cửa đồ kêu bà. Không. Có cái hẻm mà này nè. Khóa cửa rồi. Khóa mà má nghĩ sao? Chị trả lại mà để mà bên người ta bơi, người ta trèo lên trên này. Xong cái bên kia không có ấy, người ta trộm hết trơn rồi sao? Ủa đi là khóa mà, bên kia khóa mà. Ừ. Đi làm hai chồng đúng không? Ờ. Làm gì? Ít, biết đâu. Rồi lên cho chị con này sao 36 mút sâu trên à? 36 mặc vừa mút sâu trên à? 36 mặc vừa mút sâu nha mày, chéo mút mỏng mút sâu này. 36 mặc vừa mút sâu, 36 mặc vừa mút sâu trên mà A557. A557 kèm mã kèm số trên mà 36 mặc vừa mút sâu A557 cho em. Lên cho em A557 các chị ơi, 36 mặc vừa mút sâu A557. Chốt cho em A557, 36 mặc vừa. Lên cho em A557 các chị ơi, chốt cho em A557 này. 557. Chốt cho em A557 nhá. Lên cho em A557 các chị ơi. Lên cho chị một con đen nha mọi người. 34 mặc vừa. Ngọc Huy làm gì có đơn. 34 mặc vừa, 557 chốt hàng lên số cho em ạ. Rồi ok ok, chị Cúc Đào ok, người đẹp nha. Ngày mai sẽ có nhân viên điện cho mình. Tại vì cái đơn này em nghĩ là chắc ở tầm chiều mai hoặc là sáng mai mới điện nha chị Cúc Đào ơi. Sáng mai hoặc là chiều mai mới điện tới nhá. Tại vì đơn hàng nhiều quá.
thông cảm nhá, cố gắng nghe máy giúp em nha chị Nguyễn Đặng ở Cúc Đặng ơi. 557 cho chị Nguyễn Lan dồn đơn, 557 Nguyễn Lan. À, cái chị đang cầm luôn. 557 Nguyễn Lan. À, chị Nguyễn Lan chốt thêm cho em một chiếc này, ngay chân chị. Chốt thêm một chiếc cho chị Nguyễn Lan ơi. 34 mặc vừa trên nào mày chờ 34 mặc vừa lên trên mặt đen này. 34 mặc vừa nhá. 34 mặc vừa mặt đen 557 em hết rồi. 34 mặc vừa lên trên mặt đen, 34 mặc vừa chốt trên mặt đen trên này. Rồi 34 mặc vừa lên trên mặt đen, con này 2 phân thôi, chốt trên mặt đen. 34 mặc vừa 2 phân chốt trên mặt đen, 34 mặc vừa 2 phân à. 34 mặc vừa 2 phân chốt trên mặt đen, lên trên mặt đen nha. Chốt trên mặt đen. Rồi lên chỗ chị con này size 36 mặc vừa trên nào, size 36 mặc vừa một con nu, size 36 mặc vừa. 36 mặc vừa lên trên mặt nu con này trên nào, 36 mặc vừa chốt trên mặt nu. 36 nó mặc vừa lên trên mặt nu này, chốt đi nào mày chéo 36 mặc vừa chốt trên mặt nu này. 36 nó mặc vừa lên trên mặt nu, chốt mạnh tay trên này, 36 mặc vừa mặt nu à. 36 mặc vừa mặt nu. Bé thật đồ chưa? Tưởng đâu chưa giặt đồ, đòi tắm trước. Rồi 32 mặc vừa này, mà nu Trần Thu Hà dồn đơn. 32 mặc vừa trên à. 32 mặc vừa nha mọi người ơi, 32 mặc vừa 3 phân rửa trên đỏ. 32 mặc vừa 3 phân rửa cho trên đỏ này. 32 mặc vừa 3 phân rửa cho trên mặt đỏ cái chơi. 32 mặc vừa 3 phân rửa lên trên mặt đỏ này. Rồi chấm mai lên cho em nào, đơn của chị cứ gửi theo địa chỉ cũ mà để nhé. Chị đi trực không nghe được máy được. Không thì chị có nhắn tin bên Messenger ấy, chị nhắn tin bên Messenger ấy, chị Giang Nguyệt ơi. Chứ bây giờ nhiều lúc mà tại vì nhiều nhân viên á nên là không có okay, nhớ lại kỹ nè. 32 mặc vừa cho em con này, cái cho 32 mặc vừa này. 32 mặc vừa lắm là chị quay về mà. Dưới 10 giờ chứ đâu phải là đâu. Chị không bao giờ về ấy đâu. Chị rửa rồi. 9 giờ mấy? Trước 10 giờ chị phải về trước 10 giờ. 32 mặc vừa một con hồng, 32 mặc vừa này, cái trời ơi chốt trên mạng hồng này. Cái gì? Bạn nào? Chiếc. Facebook là sao vậy? Lên trên mạng hồng thôi ăn luôn cái kia luôn cho rồi. Ủa mà đơn công chúa mà nhỏ chiếc đơn công chúa mà. Nhóm chip là sáng à? Ờ chốt nhiều mà. Vậy giao hàng kiểu gì? Cái bạn Zalo thử, kiếm Zalo thử. Đấy à? 34 mặc vừa trên là chốt trên mặt đen nha mọi người. 34 mặc vừa lên trên mặt đen. 34 mặc vừa chốt trên mặt đen. Các chị chọc em chọc luôn ạ. 34 mặc vừa lên trên mặt đen. 34 mặc vừa lên trên mặt đen này. 34 mặc vừa chốt trên mặt đen. 34 mặc vừa lên trên mặt đen. Rồi 36 mặc vừa trên này, 36 mặc vừa trên nha mọi người ơi. 36 mặc vừa rất là đẹp luôn trên mặt. 36 mặc vừa 2 phân rưỡi này, chốt cho em A506. 36 mặc vừa A506 trên mặt, chốt cho em A506 mã đen Võ Thu Huyền. Mã đen Võ Thu Huyền. Rồi con này lên trên mặt A506 trên mặt, chốt cho em A506 này, lên trên A506. A506 chốt cho em A506 này. A506 kèm mã kèm số trên mặt, chốt cho em A506. Rồi lên cho chị một con tím này. Mã nu hết rồi, mã nu em hết rồi. A506 nhá, chốt trên A506. 34 mặc vừa trên nào. 34 mặc vừa 2 phân trên mặt tím, 34 mặc vừa 2 phân lên trên mặt tím này. 34 mặc vừa 2 phân chốt trên mặt tím, 32 34 mặc vừa 2 phân chốt trên mặt tím này. Rồi 34 mặc vừa trên nào, 34 mặc vừa 3 phân rưỡi trên nào. 34 mặc vừa 3 phân rưỡi này. Rồi mã 506 cho chị chi list online này, chi list online chốt đủ đơn luôn trên này. 34 mặc vừa trên nào. 34 mặc vừa 3 phân rưỡi trên này, 34 mặc vừa 3 phân rưỡi lên trên mặt đen. 34 mặc vừa 3 phân rưỡi chốt trên mặt đen. Đen kèm luôn số trên mặt, chốt trên mặt đen. 34 mặc vừa 3 phân rưỡi lên trên mặt đen. Đen kèm mã kèm số trên mặt, chốt trên mặt đen cái cho lên trên mặt đen nha. Đen kèm mã kèm số trên nào. Chấm bài lên trên nào. Lên cho chị một con xanh nha mày chéo. Con này size 32 mặc vừa. 32 mặc vừa lên trên mặt xanh con này trên nào. 32 mặc vừa. 32 mặc vừa 2 phân rưỡi lên trên mặt xanh. 32 mặc vừa 2 phân rưỡi chốt trên mặt xanh. 32 mặc vừa 2 phân rưỡi lên trên mặt xanh, chốt trên mặt xanh. Xanh. 34 mặc vừa lên trên mặt cam, 34 mặc vừa lên trên mặt cam. 34 mặc vừa lên trên mặt cam, 34 mặc vừa lên trên mặt cam. 2 phân rưỡi lên trên mặt cam. 34 mặc vừa lên trên mặt cam. 34 mặc vừa chốt trên mặt cam.
34 mặc vừa, một con tím này, 34 mặc vừa cho em nào mà chiếu 34 mặc vừa này. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi cho em nào. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi. Lên cho em A195. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi A195, chốt cho em A195. A195 kèm số cho em này, chốt cho em A195 này. Lên cho em A195 nha mình chị ơi, lên cho em A195. A195. Rồi lên cho chị một con đen mút mỏng, 34 mặc vừa là mút mỏng cho em này. Rồi 34 mặc vừa là mút mỏng này, 34 mặc vừa mút mỏng. 34 mang vừa là mút mỏng A105, 34 mặc vừa là mút mỏng A105. Ê ê ê. Cú. Về rồi kìa. Về rồi kìa. Vừa là mút mỏng A105, 34 mặc vừa là mút mỏng, chốt cho em A105 này. 34 mặc vừa là mút mỏng A105, chốt cho em A105. 34 mặc vừa là mút mỏng A105. Rồi 34 mặc vừa một con xanh, 34 mặc vừa người ta có chồng người ta bé. 34 mặc vừa. 34 mặc vừa nhá, 34 mặc vừa 2 phân rưỡi, mình không có chồng mình rồi đây thôi. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi A142. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi A142 này. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi A142. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi A142 trên này, chốt cho em A142 nhá. 142 trên này. Rồi lên cho chị đây, rất là đẹp luôn trên này. 34 mặc vừa. 34 mặc vừa 4 phân này, 34 mặc vừa 4 phân nhá. 34 mặc vừa 4 phân đẹp chưa ạ? 34 mặc vừa 4 phân trên là bạn nhỏ. 34 mặc vừa 4 phân. 34 mặc vừa 4 phân đây chị Hồng Nguyễn ơi, chốt đủ đơn này, A558. 34 mặc vừa 4 phân A558 trên này. 34 mặc vừa 4 phân A558. Lên trên là A558. A558. Rồi 34 mặc vừa luôn cho em nào mà chéo 34 mặc vừa này. Rồi 34 mặc vừa trên này, một con đen 34 mặc vừa. 34 mặc vừa 3 phân rưỡi trên này. 34 mặc vừa 3 phân rưỡi A592. 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 Cho chém A592, 34 mặc vừa 3 phân rưỡi. Lên chém A592. Có đơn rồi. Rồi 558 Hồng Nguyễn này. Bên kia kìa, bên đủ đơn rồi. 592 Võ Thu Huyền cũng có đơn rồi. 34 mặc vừa trên này, 34 mặc vừa này, 34 mặc vừa 4 phân chốt cho em đảo này. 34 mặc vừa 4 phân chốt cho em đảo này. Đổi được không? Hả? Đổi được không? 34 mặc vừa 4 phân này. Cô lên đi, cô bé ở đó mà đổi. 34 mặc vừa 4 phân này chốt cho em đảo. 34 mặc vừa 4 phân lên cho em đảo này, 34 mặc vừa 4 phân này. Rồi 34 mặc vừa 4 phân nha. 34 mặc vừa 4 phân chốt cho em đỏ này, 34 mặc vừa 4 phân đó. Võ Thu Huyền 592. Có 592 không? Coi thử cái đen thử. Dạ. Rồi con này chốt cho em đỏ này. Võ Thu Huyền có đơn rồi. Không, em đâu có đưa đâu, em để trên đây nè. Xong không thấy đâu, xong em mới hỏi Linh. Linh kêu là cu nó cầm. Em biết đâu. Thì em có đưa đâu. Rồi, lên cho chị đây, con này sao 34 mặc vừa. Tại vì đang like á, nên là có ấy á, không có để ý á. Xong khi cu nó lấy 34 mặc vừa, 3 cái. Tính 100k 3 cái. Rồi 34 mặc vừa lên trên mặt sàn này, 34 mặc vừa chốt trên mặt sàn nha mọi người. 34 mặc vừa này. 34 mặc vừa lên trên mặt sàn nha mọi người. 34 mặc vừa sàn này. 34 mặc vừa sàn. 34 mặc vừa lên trên mặt sàn, mút mỏng chốt trên mặt sàn này. Chốt đi các chị ơi, không chốt xuống nè. 34 mặc vừa sàn nè. 34 mặc vừa sàn. Ba tư mặc vừa sáng. Mai thấy tiền cứ cắt tận mẹ chưa? Mày hỏi tiền của ai nãy chưa? Cái gì? Dán vô đâu?
sẽ dán xuống xin dưới nữa nữa xin xuống dưới nữa đó cái chỗ cái vú á chỗ cái vú á cô không không chỗ cái vú trắng bóc cái gì mà không dán rồi dán đâu nữa rồi dán đâu nữa tí. Ôi dán tay à dán tay à còn ôi. Nhiều không chị còn 38 nữa không 38 hết rồi chị anh Dương hả anh Dương có đâu chưa không anh Dương lại có đơn gì đâu ra 34 mặc vừa đi ra cô tâm lai này 34 mặc vừa này mày chéo 34 mặc vừa một con tím 34 mặc vừa này ra 34 mặc vừa cho em nha mày chéo 34 mặc vừa này 34 mặc vừa lên lên cho em A140 34 mặc vừa A140 này 34 mặc vừa chốt cho em A140 34 mặc vừa A140 này 34 mặc vừa chốt cho em A140 nha mày chéo 34 mặc vừa mút mỏng A140 34 mặc vừa mút mỏng A140 nha mày chéo chốt cho em A140 34 mặc vừa mút mỏng A140 cho nên các chị ơi còn không em xuống like này mày chế này A140 chốt cho em A140 em lên 2 con nữa nhá rồi 36 mặc vừa cho em nào 36 mặc vừa mút mỏng nha mày chế ơi chốt cho em mặt đen 36 mặc vừa mút mỏng lên trên mặt đen 36 mặc vừa là mút mỏng chốt cho em mặt đen này 36 mặc vừa mút mỏng nha rồi 36 mặc vừa là mút mỏng chốt cho em mặt đen rất là đẹp luôn trên ạ 36 mặc vừa mút mỏng đen 36 mặc vừa là mút mỏng chốt cho em mặt đen lên trên mặt đen ạ đen ren comment đúng mã cho em là ren. Ren comment đúng mã là ren. Đồ lên cho chị beo 40 mặc vừa chốt trên mặt beo. 40 mặc vừa là mút mỏng lên trên mặt beo. 40 mang vừa là mút mỏng lên trên mặt beo này. 40 mặc vừa mút mỏng nhá. Chốt trên mặt beo. 40 mang vừa là mút mỏng lên trên mặt beo này. 40 mặc vừa là mút mỏng nhá. Chốt trên mặt beo. 40 mặc vừa là mút mỏng lên trên mặt beo. Beo. Comment đúng mã cho em nào mày chị ơi, comment đúng mã cho em nhá, lên trên mặt beo. 40 là mặc vừa mút mỏng chốt trên mặt beo. Beo Trần Thu Hà. Beo Trần Thu Hà. Beo Trần Thu Hà. Có đơn rồi. Đó. Ừ. Mà ren nè. Ren của chị Chilis Omai. Ren của Chilis Omai. Rồi. Ok. Ok rồi. Rồi. Được rồi. Nước của ai đây? Tủ lạnh cho chị bé nha. Nước của chị bé hả? Hay là nước lấy từ đâu? Nước lấy từ cái hộp phải hệ nước. Rồi, ngon quá. Để đắp lại để lại cho cũ đi cô. Nói mà nghe rồi. Nói mà nghe là mày. Rồi 38 mắc vừa nè. 38 mắc vừa cho mọi người chốt cho em mã này. 38 mắc vừa cho em ạ. 38 mắc vừa 3 phân rưỡi A528. 38 mắc vừa 3 phân rưỡi A528 cho em ạ. 38 mặc vừa 2 phân rưỡi A528 cho em à. Mời chị bé đi. A528 cho em à, chốt cho em A528 mời chị bé một ly. A528 chốt cho em A528 này. 528 chốt cho em A528. 528. 528 này, rốt nha. 528 cho em à, chốt cho em A528. 528. Rồi các chị ôm chung nữa em xuống like mình kêu ơi, em xuống like nha. Hẹn các chị sáng mai các chị ơi. Hẹn các chị sáng mai nha.